Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 167. Nhân loại so với thần nhân tộc đúng là yếu hơn rất nhiều. Thần nhân tộc chỉ đặt một cấm chế đối với thời không này là nhân loại đã không thể thoát ra khỏi vòng tròn đó rồi. Cấm chế thời không. Trên thực tế, hắn hơi lo lắng cho Thanh Nhi và phụ thân. Sau khi nói chuyện chi tiết với Ngạn Chi, hắn đã biết được một chút về vô tận vũ trụ này. Thanh Nhi thuộc cấp nào trong vô tận vũ trụ này đây? Nếu dùng văn minh để đánh giá thì nàng thuộc văn minh cấp mấy? Hắn không biết. Thần môn. Trong thần môn lúc này, Ách Ngôn đang dẫn người của thần nhân tộc thiết lập lại đội hình trận pháp. Tuy Diệp Huyên đã phá hủy trận pháp của nơi này, nhưng hắn không biết, chỉ cần nơi này chưa bị biến mất thì trận pháp đã bị hủy vẫn có thể xây dựng lại. Thật ra, thần nhân tộc cũng có thể phái người đi hủy diệt vũ trụ hiện hữu, nhưng như vậy hơi lãng phí thời gian, mà dùng trận pháp thì có thể nhắm vào toàn bộ vũ trụ nhân loại này. Lúc này, một ông lão của thần nhân tộc đi tới trước mặt Ách Ngôn, hành lễ: Ách Ngôn trưởng lão, trận pháp chậm nhất còn khoảng nửa tháng nữa là hoàn thành. Nửa tháng sao? Ách Ngôn cười, được, các ngươi nhanh lên, ta không muốn cho nhân loại quá nhiều thời gian. Ông lão gật đầu, vâng. Nói xong ông ta lui ra. Ách Ngôn nhìn lên bầu trời đầy sao thăm thẳm, nhẹ nhàng nói, không biết đã tìm được cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh chưa? Vô tận giới. Vô tận giới đã không còn thuộc về thần vực, là một thế giới bên ngoài thần vực. Thế giới này rộng lớn vô tận, bên trong có rất nhiều thế lực hỗn loạn. Mà những thế lực này, dù là thần nhân tộc cũng khá rẻ chừng. Vũ trụ rộng lớn, đương nhiên thần nhân tộc không phải là vô địch. Trong vô tận giới có một tòa thành nhỏ. Hoang thành. Tòa thành này không lớn, nhưng lại có lịch sử lâu đời, tồn tại từ hàng triệu năm trước. Mà tòa thành này có một nơi đặc biệt, đó là nơi an toàn duy nhất ở vô tận giới. Cả vô tận giới rất hỗn loạn, cho dù thần nhân tộc cũng không dễ dàng để cho tộc nhân của mình đi vào thế giới này. Nhưng trong hoang thành lại rất an toàn. Vì không ai dám ra tay ở nơi này. Sở dĩ không ai dám ra tay ở đây là vì nghe nói trong này có một vị thành chủ là cường giả trên cả cửu đoạn. Trong một quán trà đơn sơ, Vũ Trần của thần nhân tộc đang lặng lẽ ngồi đó. Gã ta tới đây đã hơn 10 ngày. Nhưng vẫn không tìm được cô gái váy trắng. Có điều cũng không phải không có tin tức gì. Lúc này, một người cây bước vào. Người cây đi tới trước mặt Vũ Trần rồi nói, đồ đâu? Vũ Trần xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay gã. Người cây xòe tay, nhưng Vũ Trần không có ý định đưa cho hắn ta. Người cây nhìn Vũ Trần, ngươi chơi ta à? Vũ Trần cười khẽ, ta sợ ngươi chơi ta. Người cây im lặng một lát rồi nói, hơn 10 ngày trước, ta đã thấy cô gái đó đi về phía đông. Vũ Trần hơi nhíu mày, phía đông. Người cây gật đầu. Vũ Trần im lặng giây lát rồi đặt chiếc nhẫn xuống, đứng dậy rời đi. Người cây cất chiếc nhẫn chứa đồ xong cũng quay lưng rời đi. Sau khi ra khỏi quán trà, Vũ Trần dẫn mọi người đi thẳng về phía đông. Khoảng 2 canh giờ sau, Vũ Trần đã dẫn ba thần tướng tới một hố đen tinh vực, vừa đi vào hố đen tinh vực, họ đã cảm nhận được sức mạnh cực kỳ đáng sợ bao trùm lấy mình, như muốn xé nát họ. Vũ Trần khẽ cau mày, gã ta ấn nhẹ tay phải về phía trước, sức mạnh đáng sợ xung quanh lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt đám Vũ Trần ở nơi không xa. Thấy bóng đen này, sắc mặt Vũ Trần thay đổi rõ rệt, ông. Ông là quân đế. Quân đế là cường giả cửu đoạn. Sao ông ta lại ở đây? Quân đế nhìn Vũ Trần, không nói gì. Vũ Trần phát hiện quân đế đã mất một cánh tay. Bị thương ư? Quân đế hỏi, thần nhân tộc. Vũ Trần vội vàng gật đầu, đúng thế. Gã ta biết quân đế có một chút giao tình với thần nhân tộc, vì thế thả lỏng hơn rất nhiều. Quân đế nhẹ gật đầu, ta và thái thượng trưởng lão của các ngươi có một chút giao tình, bây giờ ông ấy vẫn ổn chứ? Vũ Trần cười đáp, thái thượng trưởng lão đang bế quan. Quân đế trầm tư suy nghĩ rồi hỏi, ngươi tới đây làm gì? Vũ Trần vội vàng hành lễ, thưa quân đế các hạ,
chúng ta tới đây để tìm một cô gái mặc váy trắng. Cô gái váy trắng. Mí mắt quân đế giật giật, cơ thể cũng run lên. Phú Trần lại nói, quân đế, cô gái này có mối thù không đội trời chung với thần nhân tộc ta, nếu quân đế có gặp xin hãy nói cho ta biết, thần nhân tộc ta vô cùng cảm kích. Mối thù không đội trời chung. Quân đế sững sờ, sau đó vội vàng quay người kinh hãi nói, tiền bối, ta không có bất cứ quan hệ gì với thần nhân tộc cả. Ta và bọn họ cũng có mối thù không đội trời chung. Nghe vậy, Vũ Trần ngẩn ra. Cách đó không xa, là một cô gái mặc váy trắng. Nhìn thấy cô gái váy trắng, hai mắt Vũ Trần chợt nheo lại, gã ta nắm chặt tay phải, một luồng sức mạnh cường đại bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể gã. Cô gái váy trắng nhìn Vũ Trần, các ngươi. Cô gái váy trắng còn chưa nói xong, Vũ Trần đã đột nhiên biến mất tại chỗ. Cứ thế ra tay luôn. Gã ta không thích nói lời thừa thãi trước khi ra tay. Gã ta chỉ biết một lý lẽ, ra tay trước có lợi thế hơn, ra tay sau thường gặp tai ương. Người thích nói lời thừa thãi thông thường đều có kết cục rất thảm. Ra tay trước, chiếm tiên cơ trước. Suy nghĩ của Vũ Trần rất hay. Cũng rất chính xác. Nhưng sự thật tàn khốc. Xoẹt. Khi Vũ Trần vừa ra tay, một thanh kiếm đã đâm xuyên qua ấn đường gã ta. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Vũ Trần ngơ ngác. Gã ta bị kiếm đâm ư. Cô gái váy trắng nhìn Vũ Trần trước mặt mình, các ngươi đang tìm ta. Trong mắt Vũ Trần đầy vẻ khó tin, ngươi. Giờ phút này gã ta thật sự sợ hãi. Bởi vì gã ta không hề phát hiện cô gái váy trắng đã xuất kiếm như thế nào. Lúc này gã ta rất tỉnh táo. Cô gái trước mặt có thể là cường giả cửu đoạn. Hoàn toàn không phải người mà gã ta có thể chống lại. Nhưng một nhân loại sao có thể đạt đến cửu đoạn? Lúc này, quân đế ở bên cạnh đột nhiên run rẩy lên tiếng, tiền bối, ta không có quan hệ gì với thần nhân tộc cả. Nghe thấy lời quân đế, Vũ Trần như bị sét đánh. Tiền bối. Quân đế gọi cô gái váy trắng này là tiền bối ư. Chẳng lẽ nàng ấy là cường giả trên cửu đoạn? Chuyện này sao có thể? Cô gái váy trắng liếc nhìn quân đế, ông ta vội vàng khom lưng. Vừa rồi ông ta cũng kiêu ngạo như Vũ Trần. Nhưng bây giờ ông ta đã mất một cánh tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu không khiêm tốn lại thì sẽ không chỉ mất tay, mà là mất đầu. Cô gái váy trắng đang định lên tiếng, đúng lúc này không gian trước mặt nàng ấy đột nhiên rách ra, ngay sau đó một người đàn ông bước ra. Người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh nhìn cô gái váy trắng, cười bảo, đi thôi. Cô gái váy trắng không trả lời. Người đàn ông áo xanh trầm giọng, chúng ta đã quyết định để nó tự đi trên con đường của mình rồi mà. Cô gái váy trắng vẫn không nói lời nào. Người đàn ông áo xanh cười khổ, nếu cô cứ lưu luyến như thế thì cuối cùng sẽ làm hại nó. Bây giờ nó càng ngày càng huênh hoang, trong lúc vô hình đã ỷ lại vào cô quá nhiều. Đây không phải là chuyện tốt, đúng không? Cô gái váy trắng im lặng một lúc mới đáp, đi thôi. Người đàn ông áo xanh gật đầu, hai người vừa định đi thì quân đế vội vàng hỏi, hai vị tiền bối, người mà hai vị vừa nhắc tới. Có phải là hậu bối của hai vị không? Người đàn ông áo xanh đang định lên tiếng, cô gái váy trắng đã cướp lời, là ca ca của ta. Nói xong, nàng ấy lấy ra một bức chân dung, đó là chân dung của Diệp Huyên. Cô gái váy trắng nhìn quân đế, đây là ca ca của ta, hiện tại huynh ấy vẫn chưa quá mạnh, ngươi hiểu chứ? Quân đế vội vàng gật đầu, ta hiểu, ta hiểu. Người đàn ông áo xanh cạn lời. Cô gái này lại mở đường cho tên nhóc khốn nạn đó. Cô gái váy trắng còn muốn nói gì đó, người đàn ông áo xanh chợt lên tiếng, đi thôi. Cô gái váy trắng nhìn y, sao ngươi phiền thế nhỉ? Người đàn ông áo xanh. Cô gái váy trắng nhìn sang quân đế, huynh ấy là một người rất hiền lành, đừng bắt nạt huynh ấy. Quân đế vội đáp, ta không dám. Từ nay về sau, chuyện của Diệp Thiếu sẽ là chuyện của ta. Ta và Diệp Thiếu đồng sinh cộng tử. Cô gái váy trắng khẽ gật đầu, người đàn ông áo xanh đứng bên cạnh bảo, khỏi cần phải thế, tiểu tử kia chịu chút khổ thì có gì không tốt. Quân đế nhanh chóng đáp, ta hiểu ý của tiền bối.
Ta sẽ xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất để giúp Diệp Thiếu, vừa có thể chịu chút khổ, vừa có thể không đến mức gặp nguy hiểm. Người đàn ông áo xanh nghe mà trợn mắt ngoác mồm. Mẹ kiếp! Ý ta là vậy à? Y còn muốn nói gì đó, cô gái váy trắng đã lên tiếng trước, đi thôi. Nơi này không có gì thú vị, đi tìm vài người giết thôi. Nói xong, nàng ấy biến thành một tia kiếm quang biến mất ở phía xa. Tìm vài người để giết. Người đàn ông áo xanh cau mày, không suy nghĩ nhiều, y cũng nhanh chóng biến mất ở phía xa. Hai người vừa đi, quân đế lập tức thở phào nhẹ nhõm, như nghĩ tới điều gì đó, ông ta nhìn về phía Vũ Trần. Vũ Trần đang định nói, ông ta đã vung tay phải lên. Ba người nhóm Vũ Trần đã bị tan biến. Quân đế nhìn lướt qua bốn phía, lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên phát hiện thế giới này nguy hiểm đến vậy. Trong tiểu tháp, dưới sự chỉ điểm của Ngạn Chi, tu vi của Diệp Huyên có thể nói là tiến bộ vùn vụt. Hiện tại theo cảnh giới của thần nhân tộc, hắn đã đạt tới ngũ đoạn. Cường giả ngũ đoạn. Dù ở thần nhân tộc cũng thuộc hàng trung đẳng. Cộng thêm kiếm thanh huyên và kiếm kỹ của hắn, sức chiến đấu chân chính của hắn tương đương với thất đoạn. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ đối với Diệp Huyên. Sau khi Diệp Huyên đạt tới ngũ đoạn, Ngạn Chi không muốn tiếp tục dậy nữa. Trên một tảng đá lớn nào đó, Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, người căn bản sẽ không đầu hàng thần nhân tộc. Diệp Huyên cười, đúng vậy. Ngạn Chi im lặng. Diệp Huyên bảo, Ngạn Chi cô nương. Đừng nói những chuyện không vui này, chúng ta tiếp tục đi. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười, Ngạn Chi cô nương không muốn tiếp tục sao? Ngạn Chi trầm giọng, ta có lựa chọn khác không? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Ngạn Chi khẽ thở dài. Quá xui xẻo. Nàng ta không ngờ mình lại bị nhân loại bắt. Chuyện này thực sự quá mất mặt. Diệp Huyên cười nói, Ngạn Chi cô nương, ngươi là người thông minh, ta không muốn đối xử với ngươi bằng những cách thức tệ bạc, nên ngươi hiểu ý ta chứ. Ngạn Chi gật đầu. Chống cự. Không phải nàng ta không nghĩ tới. Nhưng trong cơ thể có tia kiếm quang kia, nàng ta hoàn toàn không thể chống cự. Sở dĩ lúc trước nàng ta đồng ý với Diệp Huyên là vì muốn làm hắn yên tâm, sau đó tìm cách loại bỏ tia kiếm quang trong cơ thể. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng ta phát hiện mình hoàn toàn không thể loại bỏ tia kiếm quang đó. Giờ phút này nàng ta đã hơi lo lắng. Mặc dù ở thần nhân tộc, thực lực của nàng ta không quá mạnh nhưng lại hiểu rất rõ về những cảnh giới này. Bây giờ nàng ta bắt đầu nghi ngờ cô gái váy trắng rất có thể không chỉ là cường giả cửu đoạn. Lẽ nào là thập đoạn trong truyền thuyết, nàng ta không dám nghĩ xa hơn. Lúc này Diệp Huyên lại bảo. Ngạn Chi cô nương, bắt đầu thôi, Ngạn Chi gật đầu, được. Nói xong, nàng ta tiếp tục dạy Diệp Huyên tu luyện. Nàng ta không có lựa chọn. Trừ phi muốn chết. Nàng ta biết, chỉ cần không hợp tác, người trước mặt này nhất định sẽ giết nàng ta. Nàng ta cũng không sợ chết, nàng ta sợ nhất là hắn sẽ làm bẩn mình. Trong khoảng thời gian này, nàng ta đã hiểu được đại khái tính cách của tên nhân loại trước mặt mình. Đây là một tên nhân loại rất háo sắc. Nếu như nàng ta không hợp tác, rất có thể hắn sẽ làm nhục nàng ta. Đây là điều mà nàng ta không thể chịu được. Có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể bị tên khốn này làm bẩn. Thật ra Diệp Huyên cũng khá bất ngờ trước sự hợp tác của Ngạn Chi. Hắn cũng không ngờ cô gái này lại ngoan ngoãn và chịu hợp tác với hắn như vậy. Tất nhiên đây là chuyện tốt. Dưới sự chỉ đạo của Ngạn Chi, Diệp Huyên bắt đầu đột phá lục đoạn. Hắn cũng bảo nhóm An Lan Tú và Tiểu An trong tháp cùng nhau học tập. Dưới sự chỉ đạo của Ngạn Chi, mọi người tiến bộ hết sức rõ ràng. Trong đó, Tiểu An, Tĩnh Chi và ông lão tóc bạc thần đế đều đã đạt tới ngũ đoạn. Một khi bắt đầu tu luyện, thời gian sẽ trôi qua vô cùng nhanh. Chớp mắt đã 10 ngày trôi qua, đương nhiên trong tiểu tháp đã qua 100 năm. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng đối với nhóm người Diệp Huyên lại chỉ như chuyện trong chớp mắt. Trong quá trình tu luyện này, Diệp Huyên không hề nóng lòng cầu thành, mà là từng bước tiến lên, cố gắng để mỗi bước đều vững chắc. Hầu hết những lần tu luyện trước đây hắn đều đi sai đường,
dù cho tu vi tiến bộ nhưng lại thường xảy ra tình huống cảnh giới không ổn định, hơn nữa còn chưa nắm vững đã bắt đầu đột phá cảnh giới khác. Bây giờ hắn không muốn tái phạm những lỗi này nữa. Cứ chậm rãi thôi. Còn Ngạn Chi, người dạy họ cũng khá kinh ngạc. Nàng ta không ngờ nhóm nhân loại này lại có thiên phú cao như vậy. Đặc biệt là Diệp Huyên. Đừng thấy ngày thường Diệp Huyên bất cần đời, nhưng một khi tu luyện hắn sẽ rất nghiêm túc và cố gắng. Dù có gặp quá trình cực kỳ đau đớn, hắn cũng không nháy mắt một lần. Nghị lực và quyết tâm này khiến nàng ta kinh ngạc. Giờ phút này, nàng ta không thể không thừa nhận rằng trong nhân loại cũng có rất nhiều người ưu tú. Bây giờ nàng ta chỉ muốn tìm cách ra khỏi tiểu tháp, quay trở lại thần nhân tộc, nhắc nhở thần nhân tộc đừng coi thường nhân loại. Nhưng tiếc là dù nàng ta có nói thế nào, Diệp Huyên cũng không cho nàng ta đi. Nhân loại này không dễ lừa gạt. Bên cạnh tảng đá, Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên đang ngồi khoanh chân dưới đất ở phía xa, khẽ thở dài trong lòng. Bây giờ nàng ta chỉ mong thần nhân tộc sẽ nhanh chóng ra tay. Ra tay càng sớm càng tốt. Hơn nữa, tốt nhất là phái cường giả cửu đoạn đi, bởi vì tiểu tử này đã lục đoạn. Và giờ đây hắn đang đột phá thất đoạn. Nếu không phải vì cần làm quen với thời không chi đạo thì hắn đã thất đoạn. Thứ quan trọng nhất là thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Thanh kiếm này quả thật là một biến thái. Vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, hắn hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy. Thoải mái. Ngạn Chi kinh ngạc thốt lên, thất đoạn. Diệp Huyên nhìn về phái Ngạn Chi, cười đáp, đúng vậy. Ngạn Chi sầm mặt, người thật biến thái. Diệp Huyên hỏi ngược lại, thần nhân tộc các cô đều tu luyện chậm lắm sao? Ngạn Chi trả lời, có nhanh, nhưng nhanh như người thì rất ít. Diệp Huyên cười, thật ra ta có thể nhanh hơn nữa, nhưng ta không muốn nhanh như vậy. Làm đàn ông không thể quá nhanh. Ngạn Chi nhíu mày, làm đàn ông không thể quá nhanh. Nghĩa là gì, không phải càng nhanh càng tốt sao? Diệp Huyên chớp mắt, cô không hiểu hả? Ngạn Chi lắc đầu, không hiểu, ngươi có thể nói cụ thể hơn không? Diệp Huyên lắc đầu, không thể. Ngạn Chi còn muốn nói gì đó, Diệp Huyên đột nhiên bật cười, Ngạn Chi cô nương, ta đi làm việc của mình trước đây. Nói xong, hắn rời khỏi tiểu tháp. Ngạn Chi chau mày, có nghĩa là gì nhỉ? Chấm chấm chấm. Trong một tinh vực yên tĩnh nào đó, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, sau một lúc im lặng, hắn đột nhiên rút kiếm chém ra một nhát. Xoẹt. Một kiếm vừa ra, cả tinh vực yên tĩnh lập tức bị hủy diệt. Cứ thế đã bị hủy diệt. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay mình, chiêu thức hắn thi triển vừa rồi là rút kiếm định sinh tử, mà hắn đã tăng lên đến 1590 nhát. 1590 nhát. Uy lực của chiêu kiếm này đã mạnh hơn gấp trăm lần so với trước đây. Đặc biệt là hắn còn dùng kiếm Thanh Huyên. Vô địch. Giờ phút này, hắn có một cảm giác vô địch. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay mình, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Hiện tại hắn rất mạnh. Nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấu kiếm Thanh Huyên. Rốt cuộc Thanh Nhi mạnh đến mức nào? Hắn đã từng hỏi, nhưng Thanh Nhi không trả lời. Hắn nghĩ là vô địch. Nhưng vô địch thì cũng phải có giới hạn chứ nhỉ? Muội ấy vẫn luôn vô địch ư? Hắn rất muốn tin rằng Thanh Nhi luôn vô địch, nhưng vũ trụ này rất rộng lớn. Ngay cả thần nhân tộc lớn mạnh cũng mới chỉ là văn minh cấp 3. Một ngày nào đó Thanh Nhi sẽ thua sao? Diệp Huyên lắc đầu, thay vì lo lắng những điều này, tốt hơn là nên lo lắng cho bản thân mình. Nếu bản thân không mạnh, sau này hắn sẽ trở thành gánh nặng của Thanh Nhi và phụ thân. Vào lúc này, dường như cảm nhận được gì đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cau mày, chuẩn bị ra tay rồi ư. Nói xong, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ, đến khi xuất hiện lại thì đã đến thần môn. Ách Ngôn đã đứng đợi trước thần môn. Diệp Huyên cười hỏi, Ách Ngôn cô nương, không phải còn nửa tháng nữa sao? Ách Ngôn nhìn Diệp Huyên, ta không muốn đợi thêm nữa, được không? Diệp Huyên gật đầu, được. Dứt lời, hắn đột nhiên rút kiếm ra chém. Rút kiếm định sinh tử. Rút kiếm định sinh tử chồng chất 1500 lần. Chiêu này vừa ra, Ách Ngôn vốn đang bình tĩnh lập tức biến sắc mặt,
nàng ta xoay tay phải, thần bích. Ầm. Một bức tường màu vàng lập tức xuất hiện trước mặt ả ta. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên tới. Ầm ầm. Khi một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bức tường màu vàng kia lập tức vỡ tan tành, cùng lúc đó một tia kiếm quang đâm thẳng vào ấn đường Ách Ngôn. Dầm. Cơ thể Ách Ngôn nổ tung. Ách Ngôn ngơ ngác. Xong rồi. Ả ta cứ thế đã chết ư? Ách Ngôn chỉ còn linh hồn ngỡ ngàng nhìn Diệp Huyên, sao đột nhiên ngươi lại trở nên mạnh như vậy? Diệp Huyên cười đáp, trong mười mấy ngày qua, ta đã cố gắng tu luyện. Ách Ngôn như mất hồn, mười mấy ngày. Ngươi tu luyện mười mấy ngày đã từ tứ đoạn lên tới thất đoạn. Diệp Huyên cau mày, phải. Ngươi có vấn đề gì không? Ách Ngôn. Lúc này ả ta hoàn toàn sững sờ. Lúc ả ta mới gặp Diệp Huyên, thực lực của hắn ở thần nhân tộc chỉ mới tứ đoạn thôi. Nhưng bây giờ cảnh giới của Diệp Huyên ít nhất phải là thất đoạn. Mới bao nhiêu ngày trôi qua? Thế mà tiểu tử này đã từ tứ đoạn lên tới thất đoạn. Ách Ngôn nhìn về phía Diệp Huyên, còn muốn nói gì đó, Diệp Huyên đột nhiên cười, tạm biệt. Vừa nói xong, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đã đâm vào ấn đường Ách Ngôn. Ầm. Linh hồn của ả ta bị hấp thu. Sau khi hấp thu linh hồn của Ách Ngôn, kiếm Thanh Huyên rung lên. Diệp Huyên cười hỏi, tiểu hồn, còn bao lâu nữa ngươi mới thăng cấp? Tiểu hồn trầm giọng đáp, linh hồn cấp bậc này phải cần ít nhất từ 100 trở lên. 100. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, hắn cất kiếm Thanh Huyên, bước vào cánh cửa đá. Khi vừa bước vào cửa đá, hắn gặp một đám thần nhân. Những thần nhân này đều là học sĩ của thần học viện, lúc trước tuân mệnh xuống để thành lập trận pháp. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, họ đều sững sờ. Diệp Huyên liếc nhìn đám thần nhân, cuối cùng ánh mắt hắn rời về phía trận pháp cách đám người này không xa. Vừa nhìn thấy trận pháp này, hắn lập tức nhíu mày. Lúc này, một thần nhân lên tiếng, nhân loại, Ách Ngôn trưởng lão đâu rồi? Diệp Huyên đáp, đi rồi. Tên thần nhân kia cau mày, đi rồi. Diệp Huyên gật đầu, đi rất yên bình. Nghe vậy, đám thần nhân biến sắc. Diệp Huyên nhìn họ, cười bảo, ta sẽ đưa các ngươi đi cùng ả ta. Dứt lời, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đột nhiên bay ra. Xoạt 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 xoạt. Trong nháy mắt, tất cả những thần nhân có mặt ở đây đều bị giết chết. Với phi kiếm của hắn hiện tại, ngay cả cường giả lục đoạn cũng có thể bị giết trong nháy mắt. Chỉ có cường giả cùng cấp bậc mới có thể miễn cưỡng đỡ được phi kiếm của hắn. Sau khi kiếm Thanh Huyên hấp thu linh hồn của những thần nhân kia, nó khá hưng phấn, tiểu chủ, lần này quá bổ. Diệp Huyên cười ha hả, hắn cất kiếm Thanh Huyên. Sau đó bước tới trước trận pháp, vừa nhìn, vẻ mặt hắn lập tức tối sầm. Trận pháp này bao trùm cả vũ trụ nhân loại. Quả nhiên thần nhân tộc chưa từ bỏ ý đồ tiêu diệt nhân tộc. Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều, chém một nhát kiếm. Bù! Một tia kiếm quang đâm thẳng vào trận pháp lập tức bị phá vỡ và tan biến, cùng lúc đó thần môn cũng tan thành mây khói. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về nơi sâu trong tinh không. Hắn biết đây chưa phải là kết thúc. Giết chết Ách Ngôn sẽ chỉ khiến thần nhân tộc cảnh giác hơn thôi. Nói cách khác, lần tiếp theo thần nhân tộc nhất định sẽ phái người mạnh hơn đến. Lúc này, con người hắn đột nhiên co rụt, kiếm Thanh Huyên trong tay lập tức rung lên. Có nguy hiểm. Diệp Huyên quay phát người lại, trước mặt hắn không xa có một người đàn ông trung niên đang đứng. Tộc trưởng Ma Diêm của thần nhân tộc. Diệp Huyên nhìn Ma Diêm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trực giác mách bảo với hắn rằng người trước mặt này rất nguy hiểm. Ma Diêm cũng đang nhìn Diệp Huyên, một lát sau ông ta mới lên tiếng, thất đoạn. Lúc này, giọng của Ngạn Chi đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, Diệp công tử, ông ấy là tộc trưởng của thần nhân tộc, bây giờ ngươi đầu hàng vẫn còn kịp đấy. Nàng ta đang rất phấn khích. Cuối cùng thần nhân tộc đã không còn coi thường nhân loại nữa. Tộc trưởng đã đích thân tới. Tốt quá. Lúc trước điều nàng ta lo lắng nhất là thần nhân tộc sẽ coi thường nhân loại, nên sẽ phái lục đoạn đến trước, sau khi lục đoạn bị giết mới phái thất đoạn đến, đợi cường giả thất đoạn bị giết rồi mới phái bát đoạn tới.
Nếu thật sự làm như vậy thì chẳng khác nào giúp nhân loại này tích lũy thêm kinh nghiệm. Và giờ đây, sau khi Ách Ngôn chết, tộc trưởng thần nhân tộc đã đích thân tới. Tộc trưởng thần nhân tộc. Diệp Huyên im lặng. Mẹ nó. Sao lại không theo kịch bản thường thấy vậy? Lão đại đến luôn rồi. Không chỉ vậy, hắn còn cảm nhận được một số hơi thở cực kỳ mơ hồ ở xung quanh. Hiển nhiên không chỉ có một người tới. Lúc này, Ma Diêm lên tiếng, không ngờ nhân loại các ngươi lại có thể phát triển đến mức này. Đây là điều mà chúng ta không đoán trước được. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, các ông đang tìm một người đàn ông áo xanh và một cô gái váy trắng đúng không? Ma Diêm nheo mắt, ngươi biết họ đang ở đâu à? Diệp Huyên trả lời, nếu các ông không tìm được thì ta có thể giúp một tay. Ma Diêm cười, vậy thì tốt. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói tiếp, thế này thì sao, ta sẽ đi đến thần nhân tộc để giúp các ông tìm họ. Còn thế giới nhân loại phía dưới, các ông tạm thời đừng động vào. Ma Diêm cười, dựa vào đâu chứ? Diệp Huyên cười đáp, hai người họ xoay các ông như trong chóng, hơn nữa bây giờ họ đã tiến vào vũ trụ của các ông. Nếu để họ tiếp xúc với nền văn minh võ đạo cao hơn, với thiên phú của họ. Vừa nói tới đây, hắn không nói tiếp nữa. Ma Diêm im lặng. So với nhân loại, đúng thật là ông ta lo lắng hai người không tuân theo quy tắc do thần nhân tộc quy định kia hơn. Đó mới là mối họa lớn trong lòng ông ta. Ma Diêm nhìn về phía Diệp Huyên, có thể ngươi biết tung tích của họ, nhưng ta không tin ngươi. Đối với loại người như ngươi, cứ đánh phế trước rồi nói sau. Vừa dứt lời, ông ta xòe bàn tay phải ra, một lực lượng mạnh mẽ tập trung trong tay ông ta. Nhìn thấy cảnh này, mặt Diệp Huyên lập tức biến sắc. Kẻ địch đột nhiên không cho cơ hội, hắn vẫn chưa quen lắm. Khi Ma Diêm chuẩn bị ra tay, Diệp Huyên vội vàng la lên, chúng ta có thể bàn lại mà. Ma Diêm lắc đầu, đợi ta đánh ngươi phế đã rồi chúng ta bàn sau. Nói xong, ông ta đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Con ngươi Diệp Huyên co rụt, tay phải hắn cầm kiếm quét ngang. Vô địch kiếm vực. Trừ không gian nơi hắn đang đứng, những không gian xung quanh hắn đều bị hủy diệt. Sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt. Không chỉ vậy, kiếm vực của hắn cũng đang dần biến mất. Hắn hoàn toàn không thể cản được sức mạnh của Ma Diêm. Thực lực cách nhau quá xa. Ở phía xa, Ma Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyên, vực không tệ, đáng tiếc là ngươi không lĩnh ngộ được tinh hoa. Dứt lời, ông ta cũng chỉ nhẹ nhàng giơ tay phải. Trong tích tắc, kiếm vực của Diệp Huyên bắt đầu tan rã ra từng chút một, không chỉ vậy mà cơ thể hắn cũng bắt đầu tan rã. Diệp Huyên kinh hãi, lập tức thôi thúc phương thốn kiếm vực. Một luồng kiếm quang lập tức bao phủ lấy hắn. Nhìn thấy cảnh này, Ma Diêm nhíu mày, ngón tay phải của ông ta vạch nhẹ, phân. Xoẹt 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 xoẹt. Trong nháy mắt, kiếm quang của Diệp Huyên từ từ phân tán ra xung quanh. Phương thốn kiếm vực đã bị phá hủy. Diệp Huyên đột nhiên xông lên trước, lao thẳng tới trước mặt Ma Diêm, sau đó chém một nhát. Rút kiếm định sinh tử. 1100 năm nhát rút kiếm định sinh tử. Chiêu kiếm này vừa chém xuống, cơ thể Ma Diêm lập tức trở nên hư ảo. Tiến vào một thời không khác. Ngay lúc này, Diệp Huyên cũng nhanh chóng thoát khỏi vùng thời không này. Kiếm hạ xuống. Một vùng thời không bị hủy diệt. Nhưng Ma Diêm lại không bị sao cả. Diệp Huyên sững sờ, không sao, không hề bị sao cả. Rốt cuộc Ma Diêm đang ở thời không nào? Ma Diêm nhìn Diệp Huyên, sốc chưa? Có biết thời không có mấy tầng không? Tất nhiên là ngươi không biết rồi. Nói xong, ông ta nhẹ nhàng đè tay phải xuống. Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng đã bị rơi xuống. Giờ phút này hắn như đang rơi xuống trong ngân hà, cứ thế không ngừng rơi xuống, lực lượng mạnh mẽ liên tục xé rách cơ thể hắn. Mà vô địch kiếm thể của hắn cũng từ từ biến mất. Ma Diêm nhìn Diệp Huyên đang rơi trước mặt mình, trong mắt có chút khó tin. Bình thường, ông ta chỉ cần một suy nghĩ là có thể khiến một người có cảnh giới như Diệp Huyên biến thành tro bụi. Nhưng nhân loại trước mặt này lại có thể đánh nhau với ông ta mấy hiệp. Dù đến lúc này, ông ta đánh Diệp Huyên rơi xuống vực sâu thời không,
tiểu tử này vẫn chưa chết. Không ngờ nhân loại này lại có thể đạt tới trình độ này. Vào lúc này, Diệp Huyên dưới vực sâu thời không đột nhiên hét lên, hắn lập tức biến thành một người máu. Huyết mạch phong ma. Diệp Huyên xòe tay phải ra, kiếm thanh huyên đột nhiên hóa thành một tia huyết quang bay đi. Ầm. Xoẹt. Vực sâu thời không lập tức bị xé rách. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm xuất hiện dưới thân Diệp Huyên kéo hắn lại. Diệp Huyên trở mình, hai chân đứng trên thân kiếm, nhưng hắn vẫn tiếp tục bị đẩy thẳng xuống dưới, hoàn toàn không thể dừng lại. Ma Diêm đang ở trước mặt hắn, nhưng hai người lại không ở cùng một thời không. Hắn đang bị áp chế thời không. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên quay trở lại trong tay hắn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau đó hai tay hắn cầm kiếm thanh huyên chém một nhát. Ầm. Trong nháy mắt, thời không nơi hắn đang đứng bắt đầu vỡ vụn. Diệp Huyên tìm đúng thời cơ, sử dụng kiếm thanh huyên để quay lại thời không hiện hữu. Khi vừa trở lại thời không vũ trụ hiện hữu, hắn phát hiện cơ thể hắn đã biến mất. Bị đày xuyên qua thời không quá mạnh nên cơ thể hắn hoàn toàn không thể chịu nổi. Hiện tại hắn chỉ còn linh hồn. Đánh không lại, cho dù hắn đã dùng hết toàn lực nhưng vẫn bị đối phương áp đảo. Áp đảo về mọi mặt, không có bất kỳ cơ hội nào. Ma Diêm nhìn Diệp Huyên, muốn gọi người không? Ta cho phép đấy. Diệp Huyên nhìn kiếm thanh huyên trong tay mình, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng khẽ gọi Thanh Nhi. Không có phản ứng. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, lại gọi Thanh Nhi. Kiếm thanh huyên vẫn không có phản ứng gì. Xong rồi. Thanh Nhi thật sự không còn để ý đến mình nữa. Diệp Huyên có chút không cam lòng, lại gọi Thanh Nhi. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có sự lạnh lẽo. Phía xa xa, Ma Diêm đột nhiên nói, người của ngươi đâu? Diệp Huyên lấy tiểu tháp ra, tiểu tháp, ta muốn gọi tổ tiên. Tiểu tháp trầm mặc một lát rồi nói, người gọi đi. Diệp Huyên đen mặt lại, gọi thế nào giờ? Tiểu tháp cũng lúng túng, sao ta biết được chứ? Ta chỉ là một cái tháp thôi mà. Diệp Huyên hết lời. Mẹ kiếp, bây giờ mi mới biết mình là một cái tháp thôi à? Lúc này, Ma Diêm lại hỏi, người của ngươi đâu rồi? Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó hắn liền thôi thúc huyết mạch chi lực của mình, rồi lại khẽ gọi ở trong lòng, cha ơi! Không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyên đen mặt đi. Lần này thật sự là hết cách rồi. Ma Diêm đột nhiên cười bảo, xem ra ngươi không gọi được rồi. Nói xong, ông ta nhẹ nhàng quét tay ngang một đường, vùng không gian ở chỗ Diệp Huyên chợt dao động như từng gợn sóng chồng chéo lên nhau. Mà Diệp Huyên đang đứng trong vùng không gian chập trùng này cũng tái mặt đi. Lúc này đây, hắn có cảm giác linh hồn của mình đang bị xé nát. Cái chết. Chỉ trong tích tắc, hắn lại lần nữa cảm nhận được cái chết kề cận. Đã rất lâu rồi hắn mới gần với cửa tử đến như vậy. Tuyệt vọng. Quả thật có chút tuyệt vọng. Vừa nãy hắn đã dùng hết toàn lực, lá bài tẩy nào cũng lấy ra hết, nhưng thực lực của hắn và Ma Diêm này chênh lệch nhau quá lớn. Đây căn bản không phải người hắn có thể đối đầu được. Bởi vậy hắn mới có ý nghĩ muốn gọi người. Nhưng lần này hắn lại không gọi được ai cả. Thanh Nhi không trả lời. Cha cũng không. Lúc này đây, hắn biết, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chợt nở nụ cười. Thật ra hắn đã hiểu được đạo lý này từ rất nhiều năm trước rồi. Lúc còn ở Thanh Thành hắn đã biết, làm người chỉ có thể dựa vào bản thân. Bởi vì khi ấy hắn chỉ có mỗi bản thân có thể dựa vào. Nhưng về sau, hắn có Thanh Nhi, có cha, có người hắn có thể nương tựa được. Thế là hắn lại sinh ra lòng ỷ lại. Thất bại. Hắn chưa từng thất bại. Bởi mỗi khi hắn sắp thất bại, không phải cha thì cũng là Thanh Nhi sẽ xuất hiện giúp đỡ. Mà bây giờ, bọn họ không ai xuất hiện cả. Khi không có họ, hắn mới phát hiện, khi đối mặt với những khó khăn chân chính, bản thân lại vô dụng đến mức nào. Vô dụng. Chỉ mới tích tắc trước thôi, mặc dù hắn biết thần nhân tộc rất mạnh mẽ, nhưng hắn lại không hề sợ hãi. Vì sao? Bởi vì có Thanh Nhi và cha.
Thanh Nhi và cha lợi hại như vậy, thần nhân tộc có thể đỡ được một chiêu kiếm của họ sao? Chắc chắn là không thể. Thanh Nhi và cha là vô địch. Diệp Huyên hắn không hề sợ hãi. Hắn thậm chí còn có tâm lý coi thường thần nhân tộc. Nhưng mà hắn đã quên mất một điều. Thanh Nhi và cha đúng là vô địch, đúng là có thể diệt toàn tộc thần nhân này với một chiêu kiếm. Nhưng Diệp Huyên hắn không thể. Tự vấn lại bản thân, nếu không có Thanh Nhi và cha thì hắn là cái thá gì? Là cái thá gì được? Với thần nhân tộc mà nói, hắn chẳng qua chỉ là một con kiến có thể giẫm chết bất cứ lúc nào. Sự thật luôn tàn khốc, nhưng cũng rất thực tế. Oán giận không? Hắn không oán giận. Chẳng qua hắn chỉ cảm thấy bản thân vẫn chưa nỗ lực đủ. Trong khoảnh khắc sống chết này, trong đầu hắn bỗng lóe lên vô vàn suy nghĩ. Trước đây hắn đã biết đạo lý làm người chỉ có thể dựa vào bản thân, nhưng hắn cũng chỉ biết mà thôi, đến bây giờ hắn mới sâu sắc cảm nhận được câu nói đó nghĩa là gì. Nghe nói và tự mình trải nghiệm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chết. Hắn biết bây giờ mình khó mà thoát khỏi cái chết. Thế nhưng hắn sẽ không ngồi yên chờ chết như vậy. Ngay khoảnh khắc linh hồn hắn sắp bị xé nát hoàn toàn, hắn liền siết chặt kiếm Thanh Huyên trong tay rồi bổ về phía trước. Nhất kiếm cầu tử. Kiếm kỹ này hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng đến. Bởi vì hắn không phải đại ca. Đại ca dùng kiếm kỹ này chủ yếu là để phô bày thực lực, nhưng còn hắn, khi dùng đến chiêu này là thật sự sắp chết đến nơi rồi. Nương theo khoảnh khắc Diệp Huyên tung kiếm ra, linh hồn hắn bắt đầu tan biến giữa thời không vặn vẹo này. Đây là một kiếm mạnh nhất của hắn. Nhất kiếm cầu tử. Mảnh thời không nơi đây đột nhiên nứt ra, tích tắc sau, ma diêm bị đẩy lùi hơn mấy trăm trượng. Thấy cảnh này. Những cường giả thần nhân tộc đang ẩn trong bóng tối đều phải nhíu mày lại. Nhân loại này chém lùi được ma diêm. Cách đó không xa, Diệp Huyên chậm rãi rơi xuống, linh hồn của hắn đang nhanh chóng tan biến. Tuy hắn chém lùi được ma diêm, thế nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn chống lại được sức mạnh thời không của ông ta. Ma diêm nhìn Diệp Huyên sắp tan biến kia, trong lòng có chút khiếp sợ. Thực lực của Diệp Huyên không thể nói là yếu được. Bởi vì bây giờ Diệp Huyên thật sự quá trẻ tuổi, mà thứ khiến ông ta sợ hãi chính là mấy chiêu kiếm kỹ của Diệp Huyên, chiêu kiếm vừa rồi của Diệp Huyên vậy mà lại có thể đánh tan áp chế thời không của ông ta. Đây là kiếm kỹ nhân loại sáng tạo ra được, ma diêm có chút khiếp sợ. Ngay lúc Diệp Huyên sắp tan biến hoàn toàn, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, chính là Ngạn Chi. Ngạn Chi khẽ vung tay ngọc của mình lên, một luồng sức mạnh thần bí lập tức bao phủ lấy Diệp Huyên. Sau đó nàng ta xoay người nhìn ma diêm, tộc trưởng, người này tạm thời không thể chết được, hắn có giá trị nghiên cứu rất lớn. Ngoài ra chúng ta còn có thể dùng hắn để điều tra hai người sau lưng hắn nữa. Bọn họ hiện tại vẫn đang lẩn trốn, nếu Diệp Huyên này chết rồi thì e là họ sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Ma diêm im lặng một lát rồi gật đầu, được. Nói rồi, ông ta liếc mắt nhìn linh hồn của Diệp Huyên, nhưng ngươi phải cẩn thận tên này đấy. Ngạn Chi cười đáp, yên tâm, ta sẽ thiết lập nhiều cấm chế trong cơ thể hắn. Ma Diêm gật đầu, ông ta liếc mắt nhìn vũ trụ nhân loại ở phía dưới, hơi cau mày lại, diệt sạch đi. Ngạn Chi lại bỗng nói, tộc trưởng đợi đã. Ma Diêm nhìn Ngạn Chi, nàng ta nói, ta cảm thấy không cần phải gấp gáp như vậy. Ma Diêm khẽ nhíu mày, tại sao? Ngạn Chi khẽ mỉm cười, Diệp Huyên này luôn muốn bảo vệ nhân loại. Ta cảm thấy nếu muốn hắn ngoan ngoãn nghe lời thì có thể dùng đám nhân loại này để khống chế hắn, không chỉ thế, có thể còn khống chế được hai người phía sau hắn nữa. Bây giờ chúng ta cứ bố trí trận pháp trước, chờ ngày Diệp Huyên và hai người kia không còn giá trị lợi dụng nữa thì lập tức tiêu diệt. Dù sao đám nhân loại phía dưới cũng không làm nên trò trống gì được đâu. Ma Diêm suy nghĩ một lát rồi đáp, cũng được. Ông ta cũng thấy có chút hứng thú với mấy kiếm kỹ Diệp Huyên vừa thi triển ban nãy. Đó không phải là kiếm kỹ bình thường. Người có thể sáng tạo ra kiếm kỹ cỡ ấy chắc chắn không hề tầm thường. Như Ngạn Chi từng nói, Diệp Huyên và người sau lưng hắn quả thật có giá trị nghiên cứu rất cao. Chẳng mấy chốc, chúng thần nhân đã rút lui. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên chỉ còn dư lại mỗi linh hồn ở phía xa, khóe miệng hơi cong lên, vậy mà ngươi lại rơi vào tay ta.
thời thế thay đổi rồi. Nói xong, nàng ta liền mang Diệp Huyên đi. Chấm chấm chấm. Thần nhân tộc, thần học viện. Thần học viện là học viện duy nhất của thần nhân tộc, đây là nơi được vô số thần nhân tha thiết ước mơ. Bởi vì đến đây có thể thay đổi vận mệnh. Cho dù là chủng tộc nào cũng đều có chế độ phân chia đẳng cấp, thần nhân tộc cũng vậy. Chỉ có tiến vào thần học viện, học tập văn minh thần đạo thì mới có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Chi học cung. Đây là học cung của Ngạn Chi, thân là một đạo sư cấp cao, nàng ta có tư cách để sở hữu riêng một tòa học cung. Bên trong cung, Diệp Huyên đang ngồi trên mặt đất, lúc này thân thể của hắn đã khôi phục, mà trước mặt hắn là Ngạn Chi. Ngạn Chi quan sát Diệp Huyên một chút rồi cười nói, ta đã đặt 360 loại thần pháp cấm chế trong cơ thể ngươi, với thực lực hiện tại, ngươi chắc chắn không thể phá được. Diệp Huyên chậm rãi nằm xuống, đưa hai tay gối đầu, không biết đang nghĩ gì. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, sao thế, bị đánh đến ngu luôn rồi à? Diệp Huyên lắc đầu, chỉ là không ngờ vẫn còn sống. Ngạn Chi trừng mắt nhìn, vậy còn không cảm ơn ta. Diệp Huyên nhìn về phía Ngạn Chi, người muốn biết gì? Khóe miệng Ngạn Chi hơi cong lên, người đúng là thông minh. Nói rồi, nàng ta xòe tay ra, tiểu tháp và kiếm Thanh Huyên đều xuất hiện trong tay nàng ta. Diệp Huyên hỏi, người không nộp lên trên à? Ngạn Chi cười đáp, không. Diệp Huyên cười, muốn độc chiếm hả? Sai. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, sai. Ta thấy hứng thú với hai món đồ này là bởi vì chúng có tri thức vô cùng cao, ta chỉ thấy hứng thú với trí tuệ của chúng thôi. Nói đoạn, nàng ta nhìn xung quanh, ngươi nhìn xung quanh đi, đó đều là sách do ta viết, trong đó có rất nhiều tác phẩm được ta nghiên cứu. Diệp Huyên đưa mắt nhìn bốn phía, nơi đây có rất nhiều giá sách. Trong đó phải có ít nhất mười mấy vạn cuốn. Ngạn Chi lại nói, thần nhân tộc ta cả đời đều nghiên cứu thời không chi đạo, trình độ thời không càng cao thì thực lực càng lớn. Ngươi còn nhớ trận chiến của ngươi và tộc trưởng không? Diệp Huyên gật đầu. Ngạn Chi cười nói, có biết tại sao lại bị đánh bại thê thảm vậy không? Diệp Huyên đáp, áp đảo thực lực. Ngạn Chi gật đầu, đúng vậy, nhưng nói chính xác hơn là áp đảo về thời không. Ông ta đã áp chế thời không của ngươi, mà ngươi có biết thời không có mấy tầng không? Diệp Huyên lắc đầu. Ngạn Chi cười hì hì, hiện nay thì đã biết được 6 tầng thời không, có điều thần nhân cùng lắm chỉ tu luyện được đến tầng thứ 4. Diệp Huyên có chút khó hiểu, tại sao chỉ đến đó thôi? Ngạn Chi đáp, bởi vì tầng 5 là thời không đa duy, một khi tiến vào nơi đó thì tương đương với lâm vào nhiều vùng vũ trụ trồng chất. Mà người bình thường thì căn bản không thể chịu đựng được áp lực thời không đó. Hơn nữa không thể cưỡng chế vào thời không tầng 5 được, bởi vì tầng 5 không có kết giới thời không, nếu ương ngạnh xông vào sẽ bị thời không duy độ công kích. Cho dù là cường giả cứu đoạn cũng không ngăn nổi sự công kích đó. Tất nhiên nếu nắm giữ được thời không chi đạo loại này thì cũng có nghĩa là có thể triển khai lực lượng thời không đa duy tấn công kẻ địch. Đáng tiếc đến nay vẫn chưa có ai tiến vào được thời không đó. Cho dù là một vài cường giả cửu đoạn đỉnh cao cũng chỉ dám đứng xa xa quan sát thời không đó, chứ không dám tiến vào. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Ngạn Chi, không dám động vào thời không tầng 5, vậy sao các ngươi lại biết được đến tầng 6? Ngạn Chi cười đáp, đoán. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đoán. Không có bất kỳ căn cứ nào. Ngạn Chi trừng mắt nhìn, tìm tòi về thần đạo đều bắt đầu từ suy đoán cả. Sau đó chúng ta mới chậm rãi chứng minh suy đoán của bản thân. Tất nhiên là quá trình này sẽ rất gian nan. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy nói cách khác là có thể còn tầng 7, tầng 8, thậm chí là tầng 100. Ngạn Chi nghiêm túc nói, tại sao không thể? Đừng nói là lịch sử nhân loại, cho dù là lịch sử thần nhân tộc thì cùng lắm cũng chỉ mới có 80 tỷ năm. Nhưng ngươi biết vũ trụ này có bao nhiêu năm lịch sử không? Chí ít cũng phải hơn nghìn tỷ năm. Cho dù là nhân loại hay thần nhân, nếu đem ra so với vũ trụ thì đều nhỏ bé như hạt bụi. Diệp Huyên có chút đau đầu. Mẹ kiếp! Mình là cái gì ở giữa vũ trụ mênh mông này? Kỳ thật Diệp Huyên vẫn còn thấy hơi chấn động. Lúc trước hắn chỉ biết tu luyện, chưa bao giờ tìm hiểu mấy chuyện như khởi nguyên của vũ trụ là gì. Không tìm hiểu nên không biết, đến khi biết rồi mới thấy giật mình. Nhân loại và thần nhân có là gì so với vũ trụ vô tận này?
Lúc này đây, hắn thật sự cảm thấy mình có chút nhỏ bé. Ngạn Chi lại nói, ngươi biết tại sao ta lại thấy hứng thú với thanh kiếm và tháp nhỏ của ngươi không? Diệp Huyên không nghĩ lung tung nữa, hắn quay sang nhìn Ngạn Chi, thời không chi đạo. Ngạn Chi gật đầu, cười đáp, đúng vậy. Nói rồi, nàng ta lấy kiếm Thanh Huyên ra, lúc trước khi ngươi giao thủ với tộc trưởng, ông ấy đã đánh ngươi vào vực sâu thời không, như thế tương đương với việc đã tống ngươi vào thời không tầng 3, vực sâu đó cũng là nơi nguy hiểm nhất. Ở đây không có bất kỳ điểm chịu lực nào, người bình thường mà bị đẩy vào đó thì chết chắc. Nhưng nhà ngươi lại thoát ra được. Tại sao ngươi thoát được? Là bởi vì thanh kiếm này đã mang ngươi ra, nếu nó đã có khả năng như vậy thì cũng chứng minh một điều, người sáng tạo ra kiếm chí ít đã tinh thông 3 tầng thời không. Diệp Huyên trầm mặc. Đúng là hắn đã dựa vào kiếm Thanh Huyên để thoát ra ngoài. Như nghĩ đến điều gì đó, hắn đột nhiên hỏi mảnh thời không khi trước ta rơi vào là vực sâu thời không à? Ngạn Chi gật đầu, ừ, mỗi tầng thời không đều có chỗ nguy hiểm. Mà vực sâu thời không có thể nói là nơi nguy hiểm nhất. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người có thể thoát ra từ đó thì đúng là quá biến thái. Bởi vì trong vực sâu thời không này, người sẽ bị thời không áp chế, với tình huống bình thường thì người hoàn toàn không thể chạy thoát được, thế nhưng người đã làm được rồi. Nói đến đây, nàng ta lại nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, trong mắt ánh lên tia nghiêm nghị, ta cảm thấy có lẽ ta đã đánh giá thấp thực lực của người tạo ra thanh kiếm này rồi. Diệp Huyên trầm mặc. Vực sâu thời không. Bây giờ hắn nhớ lại nơi đó mà còn thấy sợ. Ngạn Chi cười nói lại chuyện chính đi, trước tiên chúng ta bắt đầu từ kiếm của ngươi nhé. Hỏi ngươi một câu, thanh kiếm này là do muội muội của ngươi tạo ra à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Vậy ngươi biết nàng mạnh đến mức nào không? Diệp Huyên lắc đầu, chuyện này thì thật sự không biết. Ngạn Chi cười nói, không sao. Chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ biết thôi. Diệp Huyên nhìn Ngạn Chi, tại sao? Ngạn Chi giơ kiếm Thanh Huyên lên, cái này thì ta cần ngươi phối hợp, ta muốn xem thử cực hạn của kiếm này ở đâu, cực hạn của nó sẽ đại diện cho thực lực của cô gái váy trắng. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, làm sao được? Ngạn Chi nói, bây giờ ta sẽ mở ra một đường hầm thời không, ta dẫn ngươi vào đó, rồi ngươi dùng kiếm này thử. Ta muốn xem thử nó có thể dẫn chúng ta đến thời không tầng 4 được không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được. Ngạn Chi nhẹ nhàng vung tay phải lên, thoáng chốc, không gian trước mặt nàng ta đã biến thành một vòng xoáy. Ngay sau đó, trong vòng xoáy bỗng xuất hiện một đường hầm thời không. Ngạn Chi nhìn về phía Diệp Huyên, đi. Nói rồi, nàng ta đưa kiếm Thanh Huyên cho Diệp Huyên, cười bảo, đừng nghĩ đến chuyện cầm thanh kiếm này chạy trốn. Bởi vì như vậy sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng đấy, hiểu chưa? Diệp Huyên cười đáp, yên tâm, ta cũng không có suy nghĩ đó. Ngạn Chi gật đầu, vậy thì tốt. Nói rồi, nàng dẫn Diệp Huyên tiến vào vòng xoáy thời không trước mắt. Chẳng mấy chốc, cả hai đã trôi như thoi đưa trong đường hầm thời không. Trong quá trình trôi đi, Diệp Huyên tò mò quan sát bốn phía, vị trí hiện tại của bọn họ là thời không tầng 3. Hắn đã từng dựa vào kiếm Thanh Huyên để tiến vào đây, nhưng hắn không ngờ nơi này lại có đường hầm thời không. Ngạn Chi đột nhiên nói, đường hầm thời không là do thần nhân tộc ta mở ra, phàm là người tu luyện của thần nhân tộc, nếu muốn vào thời không tầng 4 thì đều có thể đi thông qua đường hầm này, cũng tương đương với một lối đi tắt vậy. Mà người thường thì dù có vào được thời không tầng 3 rồi thì cũng không thể tìm được đường đến tầng 4, thậm chí còn tự mình đi lạc nữa. Tất nhiên cho dù có đường tắt này thì cũng không đại biểu nó chắc chắn có thể dẫn đến thời không tầng 4. Diệp Huyên có chút không rõ tại sao. Ngạn Chi đáp, ngươi sẽ biết ngay thôi. Diệp Huyên gật đầu, không hỏi lại gì nữa. Chỉ chốc lát, hai người đã đến trước một hố đen thời không. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn, đây là một hố đen vô tận, không nhìn thấy được gì ở bên trong, mà từ trong đó còn tỏa ra một luồng sức mạnh cực kỳ thần bí. Nhìn thấy luồng sức mạnh này, sắc mặt hắn liền trở nên nghiêm túc. Hắn đã từng được thấy sức mạnh này rồi. Khi vừa dùng kiếm Thanh Huyên tiến vào vùng thời không này, hắn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng nguy hiểm, đó chính là luồng sức mạnh trước mắt này. Vẻ mặt Ngạn Chi cũng có chút nghiêm lại, hố đen thời không, độ nguy hiểm của nó còn hơn cả vực sâu thời không nữa. Nếu đi qua được nó thì chúng ta sẽ vào được thời không tầng 4.
Nói rồi, nàng ta quay lại nhìn Diệp Huyên, ngươi vào đi. Diệp Huyên sầm mặt lại, ngươi thì sao? Ngạn Chi trừng mắt nhìn, ngươi vào trước đi, thấy ổn rồi thì ngươi đi ra đón ta vào. Đờ mờ mi. Diệp Huyên thấy hơi bực bực, nếu ta vào rồi không ra nữa thì sao? Ngạn Chi đáp, ta sẽ chăm sóc tốt cho tháp của ngươi. Diệp Huyên. Ngạn Chi chỉ vào hố đen thời không kia, vào nhanh đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết muội muội của mình mạnh đến đâu à? Diệp Huyên nhìn cái hố đen, một lát sau, hắn lại liếc kiếm Thanh Huyên trong tay, thế là hắn không nghĩ nhiều nữa, lập tức hóa thành một luồng kiếm quang xông thẳng vào hố đen thời không kia. Thấy thế, Ngạn Chi liền căng thẳng. Tất nhiên không phải là do nàng ta lo cho sự sống của Diệp Huyên, mà là nàng ta lo thanh kiếm kia không thể đưa Diệp Huyên vào thời không tầng 4 được. Bởi vì nếu như thế thật thì cũng đồng nghĩa với việc thực lực của cô gái váy trắng cùng lắm là bát đoạn mà thôi. Nhưng nếu Diệp Huyên có thể vào trong được thì cũng có nghĩa thực lực của cô gái váy trắng vô cùng có khả năng đã đạt đến cửu đoạn. Ngạn Chi nhìn chằm chằm vào hố đen thời không, tên kia có thể sống sót trở ra không? Như nghĩ đến gì đó, nàng ta đột nhiên nhăn mày lại, chết rồi, quên nói cho hắn biết là không được đi lung tung ở trong đó, không là sẽ lạc đường. Chắc hắn sẽ không đi dạo quanh đâu nhỉ. Lúc Diệp Huyên tiến vào hố đen thời không, những luồng sức mạnh thần bí ở trong đây liền nhanh chóng thối lui. Diệp Huyên cũng không bất ngờ gì, bởi vì lúc trước khi gặp những luồng sức mạnh thần bí này, chúng cũng không hề dám đến gần hắn. Diệp Huyên trôi dạt thẳng một đường dài, chỉ chốc lát, hắn đã đi xuyên qua được hố đen thời không này, đến được thời không tầng 4. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây bốn bề vô cùng tĩnh mịch, chẳng có gì cả. Hắn thấy hơi bất an. Tuy đã vào được thời không tầng 4, nhưng hắn bây giờ không thể khống chế được thời không chi lực ở nơi đây. Tiến vào cùng với khống chế, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Diệp Huyên nhìn lướt qua một vòng, không thấy thời không tầng 3 ở đâu cả. Xem ra sau khi trở về phải hỏi Ngạn Chi thử, đối phương chắc chắn biết cách khống chế thời không tầng 4 này. Nghĩ đến đây, hắn liền định trở về, nhưng lúc này hắn chợt cau mày lại. Không phải còn có thời không tầng 5 à? Sao mình không thử thử? Nói là làm. Diệp Huyên thôi thúc kiếm Thanh Huyên, hắn lập tức hóa thành một luồng kiếm quang bắn về phía xa xa. Ban đầu hắn còn thấy hơi hưng phấn. Thời không tầng 5. Nếu có thể tiến vào trong đấy, đồng thời học được cách khống chế thời không chi lực, vậy chẳng phải hắn vô địch rồi sao? Phải biết dù là thần nhân tộc cũng chưa có ai tiến vào được đến tầng 5. Sau một canh giờ, Diệp Huyên chợt cau mày lại. Bởi vì hắn phát hiện, hắn đã lao đi suốt một canh giờ rồi, nhưng xung quanh vẫn vô cùng tĩnh mịch, chẳng có gì cả. Cái quỷ gì vậy? Lại một canh giờ trôi qua, sắc mặt Diệp Huyên dần trầm xuống. Hắn phát hiện hình như bản thân lạc đường rồi. Lạc đường. Mẹ kiếp. Bây giờ hắn không còn xác định được phương hướng nữa. Bởi vì khi hắn vốn định trở về thì mới phát hiện ra, hắn đã vòng tới vòng lui mấy lần rồi nhưng vẫn không tìm được đường về. Diệp Huyên nhìn về phía kiếm Thanh Huyên, tiểu hồn, người biết đường về không? Tiểu hồn hỏi ngược lại, tiểu chủ không biết hả? Diệp Huyên. Tiểu hồn cười khổ, tiểu chủ, đúng là Thanh Nhi tỷ tỷ đã cải tạo ta, nhưng ta cũng không biết nàng đã cải tạo những gì. Ta cũng bất đắc dĩ thôi. Đúng như nàng ta nói, tuy đã được Thanh Nhi cải tạo, nhưng trong đó liên quan đến quá nhiều tri thức, mà những kiến thức này nàng ta không hề hiểu. Nàng ta cũng không để ý lắm. Dù sao cứ trực tiếp hấp thụ là xong. Quan tâm nhiều như thế làm gì? Đó không phải là chuyện của tiểu chủ à? Diệp Huyên hoàn toàn cạn lời. Tiểu hồn và tiểu tháp đều vô tư y như nhau. Làm sao bây giờ? Diệp Huyên nhìn thời không tĩnh mịch trước mắt, thấy hơi đau chứng. Đừng bảo là không quay về được nữa nhé. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lại tiếp tục ngự kiếm bay đi. Cứ tiến về trước thôi. Chắc chắn phải có lối thoát. Chấm chấm chấm. Bên ngoài. Ngạn Chi cau mày lại, sao tên này không có chút động tĩnh gì vậy? Từ khi Diệp Huyên vào trong đến giờ, đã qua một ngày rồi. Mà Diệp Huyên lại chẳng có chút tin tức nào cả.
như nghĩ đến điều gì đó, Ngạn Chi nhìn tiểu tháp ở trong tay, tiểu tháp, chủ nhân của ngươi còn sống không? Tiểu tháp trầm mặc một lúc rồi đáp, còn sống. Tĩnh Chi có chút khó hiểu, tại sao ngươi lại chắc nịch vậy? Bởi vì vũng vũ trụ này của chúng ta vẫn còn tồn tại. Vậy nên hắn chắc chắn còn sống. Hắn còn sống hay không liên quan gì đến vũ trụ này? Tiểu tháp khẽ thở dài, đồ ngu ngốc này. Chẳng lẽ ngươi không biết tiểu chủ nhà ta liên quan đến sự tồn vong của vũ trụ này sao? Nếu tiểu chủ chết thật, thì vũ trụ này có thể tồn tại được sao? Ngạn Chi lại nói, tiểu tháp, nếu chủ nhân của ngươi chết rồi thì ngươi có thể nhận ta làm chủ không? Ta có thể cho ngươi nhiều lợi ích hơn. Tiểu tháp do dự một lúc rồi hỏi, lợi ích gì? Ngạn Chi vội vàng nói, ví như địa vị, ta có thể để ngươi trở thành cái tháp đứng đầu thần nhân tộc, sau này sẽ gọi ngươi là thần tháp. Cái tên tiểu tháp này đúng là tầm thường chết đi được. Thần tháp có hay hơn nhiều không? Không chỉ vậy, ta còn có thể cải tạo ngươi, giúp ngươi lợi hại thêm nữa. Tiểu tháp im lặng, Ngạn Chi cười hỏi, thế nào? Tiểu tháp suy nghĩ một chút rồi nói, ta suy nghĩ thêm chút đã. Ngạn Chi gật đầu, được thôi. Nói rồi, nàng ta nhìn về phía hố đen thời không đen kịt ở đằng trước, câu nói vừa rồi của ngươi có nghĩa là gì? Nghĩa là vũ trụ này của chúng ta vẫn còn, vậy nên hắn còn sống à? Tiểu tháp đáp, hiểu thì hiểu. Ngạn Chi có chút cạn lời. Chí thông minh của tiểu tháp này có vấn đề hả? Sao khó giao tiếp thế? Ngạn Chi không nói chuyện với tiểu tháp nữa. Nàng ta nhìn hố đen thời không ở trước mắt, tên kia rốt cuộc là còn sống hay chết rồi. Chấm chấm chấm. Lúc này đây Diệp Huyên đã hoàn toàn bối rối. Hắn lạc đường thật rồi. Hắn ngự kiếm lao đi cả một ngày trời nhưng vẫn không thấy lối ra ở đâu. Bây giờ hắn đã lạc đường trong mảnh thời không của vũ trụ duy độ này rồi. Làm sao ra ngoài được đây? Bây giờ hắn cũng ngu người luôn. Lần này đau chứng thật đấy. Diệp Huyên nhìn quanh bốn phía, nơi đây vô cùng yên tĩnh, không có lấy một tiếng động nào, tựa một tinh vực đã chết. Bây giờ hắn vẫn đang ở thời không tầng 4, nhưng hắn không biết đây là nơi nào trong tầng 4. Làm sao để trở về đây? Bây giờ hắn không còn nghĩ đến thời không tầng 5 nữa, mà đang nghĩ phải làm sao để trở về lại. Một lát sau, hắn ngự kiếm biến mất ở nơi xa. Cứ thế, hắn lại lao đi trong thời không tầng 4 này suốt mấy ngày liền, nhưng chung quy vẫn không phát hiện được gì. Lúc này hắn đã thấy hơi sốt ruột. Hắn không sợ nguy hiểm, hắn không sợ gì cả, bởi vì trong mảnh thời không này, hắn không cảm giác được thời gian trôi qua, khoảnh khắc nào cũng giống nhau cả. Cô độc. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình hắn. Lúc hắn phát hiện bản thân có hơi sốt ruột, hắn chợt cau mày lại. Tại sao hắn lại sốt ruột? Kiếm tâm xảy ra vấn đề gì sao? Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu cười. Không thể không nói, một nơi trơ trọi như thế này thật sự rất hợp để lắng lại bản thân. Bởi vì khi rơi vào đây, điều hắn cần làm là bình tĩnh. Diệp Huyên dứt khoát ngồi xuống. Nếu không tìm được lối thoát, vậy không bằng ngồi xuống bình tĩnh lại, sau đó suy nghĩ thật kỹ. Càng muốn ra ngoài thì lại càng sốt ruột thêm thôi. Mà càng sốt ruột thì càng dễ gặp sự cố. Sau khi ngồi xuống, Diệp Huyên bắt đầu suy nghĩ. Thời không tầng 4. Nơi này khác gì với bên ngoài? Hắn dùng kiếm vực bao bọc xung quanh lại, sau khi sử dụng kiếm vực, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng hơn mảnh thời không này. Hắn bắt đầu nghiên cứu xung quanh, chứ không còn vội vàng muốn thoát ra. Dù sao bây giờ hắn cũng chẳng bận gì. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua, dưới sự giúp đỡ của kiếm vực, hắn bắt đầu thử hòa làm một thể với mảnh thời không này. Ban đầu tất nhiên là không thể làm được, cho dù có kiếm vực giúp đỡ hắn cũng không tài nào hòa làm một thể với mảnh thời không này. Nhưng dần dà, hắn phát hiện mình có thể dùng kiếm thanh huyên để hòa vào cùng mảnh thời không này. Bởi vì hắn phát hiện mảnh thời không này không hề bài xích kiếm thanh huyên. Hắn có thể dùng kiếm thanh huyên làm môi giới, sau đó dung hợp với thời không. Bởi vì hắn có thể hòa làm một với kiếm thanh huyên. Không thể không nói, sự phát hiện này làm hắn thấy có chút hưng phấn.
có điều hắn cũng không dám bất cẩn, bởi vì hắn không hề hiểu biết gì về mảnh thời không này, hắn cũng sợ tự mình đẩy mình vào chỗ chết. Nhưng cũng may là có Kiếm Thanh Huyên ở đây, mảnh thời không này vô cùng nể mặt nó. Cứ thế, Diệp Huyên chậm rãi đưa bản thân dung hợp vào với thời không, mà sau khi hòa làm một thể rồi, hắn mới ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện lối ra ở ngay trước mặt hắn. Không đúng. Phải nói là nơi nào cũng là lối ra. Lúc trước, hắn bị vây trong thời không này, mà bây giờ, hắn đã là một với thời không, vậy nên nơi đâu cũng là lối ra, hắn có thể rời khỏi thời không này bất cứ lúc nào hắn muốn. Ngoài ra hắn cũng có thể sử dụng mảnh thời không này. Tất nhiên vẫn cần dựa vào Kiếm Thanh Huyên, nếu như không dùng Kiếm Thanh Huyên, mảnh thời không này căn bản không phản ứng lại với hắn. Nhưng chuyện này khiến hắn thấy hơi xấu hổ. Thì ra bản thân còn không bằng Kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên thu kiếm về, hắn liếc nhìn xung quanh, không hề có ý định rời đi. Hắn muốn đến tầng 5 trong truyền thuyết xem sao. Nói làm là làm. Hắn đi thẳng đến điểm cuối của thời không tầng 4, mà khi đến được tận cùng rồi, hắn chợt cau mày lại, xung quanh đoạn kết của tầng 4 này là một mảnh hư vô. Hư vô chi địa. Diệp Huyên đang định đi vào thì Kiếm Thanh Huyên đột nhiên rung lên. Diệp Huyên nhìn Kiếm Thanh Huyên, tiểu hồn nói, tiểu chủ, nguy hiểm. Diệp Huyên nhíu mày lại, nguy hiểm. Tiểu hồn đáp, đúng vậy, rất nguy hiểm, không nên đi vào. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có người ở đây mà cũng thấy nguy hiểm. Tiểu hồn, ta thì không, tiểu chủ mới là người sẽ gặp nguy á. Diệp Huyên. Tiểu hồn lại nói tiếp, ta có thể cảm nhận được, trong đó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, sức mạnh ấy không phải là thứ hiện tại người có thể tiếp nhận được. Sức mạnh khủng bố. Diệp Huyên nhìn hư vô chi địa ở phía trước, chẳng lẽ đây là áp lực thời không mà Ngạn Chi nhắc đến? Áp lực thời không. Trong thời không tầng 5 ẩn chứa rất nhiều tầng thời không duy độ, mà càng nhiều tầng thời không duy độ thì áp lực thời không càng lớn. Diệp Huyên lại liếc nhìn mảnh hư vô chi địa kia một lần, sau đó xoay người rời đi. Tất nhiên hắn sẽ không liều mạng làm gì. Ngạn Chi đang đợi người bỗng ngẩng đầu về phía xa, trong hố đen thời không dần xuất hiện một người đàn ông chậm rãi bước ra. Chính là Diệp Huyên. Ngạn Chi trừng mắt nhìn, người còn sống à? Diệp Huyên cười nói, muốn ta chết hả? Ngạn Chi khẽ mỉm cười, nói gì vậy? Tất nhiên là ta muốn ngươi sống. Nói rồi, nụ cười của nàng ta dần biến mất, ngươi đi vào thời không tầng 4 rồi à? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Ngạn Chi khẽ nhíu mày, không. Diệp Huyên gật đầu, sau khi ta tiến vào hố đen thời không này, áp lực thời không của nó quá mạnh mẽ, ta không dám tiếp tục đi sâu vào thêm. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, thật. Diệp Huyên gật đầu, thật. Nếu ngươi không tin, ta có thể đi. Ngạn Chi nói ngay, vậy ngươi thể đi. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta lấy cha ra để thề, nếu ta nói láo, ông ấy sẽ bị người. Thôi bỏ đi. Ngạn Chi bỗng lắc đầu, đồ bất hiếu. Diệp Huyên. Ngạn Chi lại nói, nếu ngươi chưa đến thời không tầng 4 được, vậy tại sao lâu như thế ngươi mới trở ra lại? Diệp Huyên cười khổ, bên trong tối quá, ta lạc đường. Ngạn Chi nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, thật không? Nếu ngươi không tin, ta có thể thề. Ngạn Chi. Diệp Huyên nói, Ngạn Chi cô nương, ở chung lâu như vậy, ngươi hẳn đã rõ ràng nhân phẩm của ta, con người ta máu có thể chảy, đầu có thể rơi, nhưng tuyệt đối sẽ không nói năng trái lương tâm. Ngạn Chi liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sao ngươi nói lời này khiến ta thấy như đang điêu toa thế? Diệp Huyên. Ngạn Chi lại nói, chưa vào được thì thôi vậy, dù sao ta cũng cảm thấy chuyện đó hơi bất khả thi. Đừng nói là muội muội ngươi, cho dù là tộc trưởng năm đó cũng phải bỏ ra vô số năm mới có thể tiến vào được. Nói rồi, nàng ta nở nụ cười. Nàng ta thấy hơi hài lòng. Bởi vì Diệp Huyên không tiến vào được thời không tầng 4, vậy có nghĩa là thực lực của cô gái váy trắng chưa đạt đến cửu đoạn. Nhiều nhất chỉ là bát đoạn. Với thần nhân tộc mà nói, đây không phải là chuyện xấu. Nghĩ đến đây, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, ngươi chờ ở đây trước đã, đừng chạy lung tung, bởi vì thần nhân không hảo cảm lắm với nhân loại đâu, hiểu chưa? Diệp Huyên cười đáp, hiểu rồi.
Ngạn Chi gật đầu, ngươi là một người thông minh, hiểu là tốt. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Ở trong điện, Diệp Huyên hơi nhếch môi lên. Cảnh giới bây giờ của hắn là thất đoạn, thế nhưng thực lực của hắn đã vượt xa thất đoạn. Có hơi kém cửu đoạn một chút, nhưng cửu đoạn cũng đừng hòng áp đảo được hắn nữa. Bởi vì bây giờ áp chế thời không duy độ với hắn đã không còn tác dụng gì nữa. Có thể nói, bây giờ hắn đã cùng đẳng cấp với những cường giả cửu đoạn rồi. Tất nhiên, chuyện này không có nghĩa là hắn đã thành cường giả cửu đoạn. Nói tóm lại, bây giờ khi đối mặt với cửu đoạn, hắn đã không còn đến mức không có sức chống lại nữa rồi. Như nghĩ đến điều gì đó, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó dần dần nhập thần vào cơ thể. Hắn nhìn lướt một lần, sắc mặt liền trầm xuống. Mẹ nó! Người phụ nữ kia thật sự hạ xuống hơn 300 loại cấm chế trong cơ thể hắn. Người này điên rồi sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu hồn, người có thể phá hết đám cấm chế này không? Tiểu hồn đáp, tất nhiên là có thể. Bây giờ phá luôn sao? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, hiện tại thì chưa cần. Nếu bây giờ phá cấm chế, chắc chắn sẽ khiến người phụ nữ kia cảnh giác. Bây giờ hắn vẫn chưa thể lấy cứng trọi cứng với toàn bộ thần nhân tộc được. Tiểu hồn đột nhiên thấy hơi hưng phấn, tiểu chủ, ta cảm nhận được rất nhiều linh hồn mạnh mẽ, chúng ta đi hấp thu hết đi nhé. Diệp Huyên đen mặt, tiểu hồn, người bây giờ thoải mái ghê nhỉ. Tiểu hồn cười hì hì, tiểu chủ, ta thấy hơi nhớ Thanh Nhi tỷ tỷ. Diệp Huyên cười nói, ta cũng hơi nhớ muội ấy. Tiểu hồn lại nói, tiểu chủ, ta có một kế hoạch. Người có muốn nghe không? Kế hoạch gì? Tiểu hồn nghiêm túc nói, để ta ở cùng với Thanh Nhi tỷ tỷ một quãng thời gian, sau đó ta sẽ trở về với người. Vẻ mặt Diệp Huyên âm u đi, người đang chê thực lực ta thấp kém đấy à? Tiểu hồn vội nói, không phải không hề luôn, chỉ là ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó giúp đỡ cho tiểu chủ. Nếu ta được ở với Thanh Nhi tỷ tỷ một thời gian, tính tình tỷ ấy nóng nảy. Hở một tí là vung kiếm chém. Chắc chắn không mất bao lâu là ta có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ, lúc ấy ta sẽ về giúp người. Diệp Huyên. Tiểu hồn lại nói, ta với tiểu chủ đã là một thể tinh thần rồi, ta tuyệt đối không có ý chê thực lực của tiểu chủ biết mà. Diệp Huyên cười ha ha, tất nhiên ta biết rồi. Như tiểu hồn nói, đúng là nàng ta muốn giúp hắn thật. Diệp Huyên khẽ thở dài, ta cũng muốn đi theo Thanh Nhi, nhưng mà... Nói đoạn, hắn chợt lắc đầu. Trực giác nói cho hắn biết, không thể đi theo Thanh Nhi thường xuyên được. Vì sao? Bởi vì ở lâu với Thanh Nhi rồi, sẽ sinh ra cảm giác ai cũng là run rế. Ý nghĩ này vô cùng đáng sợ. Đúng lúc này, Ngạn Chi đột nhiên đi vào, nàng đi đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó cười nói, dẫn người đến một nơi. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, nơi nào? Ngạn Chi đáp, hội giao lưu học thuật. Diệp Huyên có chút không rõ, đưa ta đến đó làm gì? Ngạn Chi cười nói, ta muốn ngươi mở mang kiến thức một chút, xem thử cái gì là nền văn minh cao cấp. Đợi sau khi ngươi học tập được rồi, sẽ phát hiện thần nhân tộc chúng ta rất ghê gớm. Muội muội gì đó của ngươi cũng sẽ chỉ nhỏ bé như run rế khi đứng trước nền văn minh của thần nhân tộc ta thôi. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, người nói như vậy làm Tiểu Tháp ta thấy không ổn tí nào. Ngạn Chi cô nương, ta khuyên ngươi nên quay đầu là bờ đi. Thật đó, Tiểu Tháp không thấy ổn chút nào. Ngạn Chi cười ha ha, ngươi thấy không ổn là vì kiến thức của ngươi không đủ, ta cũng không trách ngươi làm gì. Tiểu Tháp. Ngạn Chi nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên dương kiếm Thanh Huyên trong tay lên, Ngạn Chi cô nương. Ngươi có thể rèn ra được thanh kiếm này không? Ngạn Chi liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không thể. Diệp Huyên cười nói, nhưng Thanh Nhi có thể. Nói xong, hắn đi ra ngoài điện. Trong điện, Ngạn Chi trầm mặc. Tất nhiên nàng ta hiểu ý Diệp Huyên là gì. Một lát sau, nàng ta xoay người đi ra ngoài. Diệp Huyên được Ngạn Chi dẫn đến trước một tòa học cung, lúc này đây, bên trong đã tụ tập rất nhiều học sĩ của thần học viện. Giao lưu học thuật. Ở thần nhân tộc, mỗi năm đều sẽ tổ chức một vài hội giao lưu học thuật như vậy, nói sang mồm là để cùng nhau tiến bộ, thật ra là để khoe khoang. Lúc Ngạn Chi và Diệp Huyên đến,
xung quanh có rất nhiều ánh mắt rơi vào người bọn họ, mà nói chính xác hơn là vào người Diệp Huyên. Nhân loại. Khi thấy Diệp Huyên, rất nhiều thần nhân là học sĩ đều ánh lên vẻ tò mò trong đáy mắt. Nhân loại đó. Đây chính là thứ hiếm có khó tìm đấy. Chẳng mấy chốc, rất nhiều thần nhân đã vây lại xung quanh Diệp Huyên. Diệp Huyên. Lúc này, một người đàn ông thần nhân đột nhiên cười bảo, Ngạn Chi đạo sư, đây chính là tên nhân loại người dẫn về đó sao? Ngạn Chi cười nói, sao thế, Cung Trang đạo sư có hứng thú với hắn à? Người đàn ông tên Cung Trang cười đáp, tất nhiên rồi. Nói xong, ông ta đánh giá Diệp Huyên một lượt, sau đó cười nói, không ngờ rằng nhân loại phát triển đến nay, lại tạo thành được một văn minh riêng biệt của họ. Sinh mệnh chi đạo, quả thật là vô cùng huyền ảo. Lúc này, một cô gái là thần nhân cũng cười nói, đúng vậy. Nghe nói đã có nhân loại thoát ra khỏi quy tắc mặc định của thần nhân tộc ta, không thể phủ nhận rằng nhân loại rất đáng gờm. Diệp Huyên đưa mắt nhìn cô gái kia. Hắn có chút bất ngờ. Vốn dĩ hắn đã nghĩ khi thấy mình đến, nhưng thần nhân này sẽ châm chọc, hoặc là xem thường hắn, dù sao nhân loại cũng là được thần nhân tộc sáng tạo ra, những thần nhân này chắc chắn sẽ vô cùng trịch thượng cao ngạo. Nhưng lại không phải như thế. Những thần nhân trước mắt hắn đây không hề có vẻ hơn người. Chuyện này khiến hắn có chút bất ngờ. Lúc này, Ngạn Chi nhìn sang cô gái kia rồi cười nói, Nguyên Thanh đạo sư, ta nghe nói cô rất có hứng thú với nhân loại, đồng thời cũng đang nghiên cứu về đề tài này đúng không? Cô gái tên Nguyên Thanh gật đầu, có nghiên cứu một chút. Nói rồi, nàng ấy lại nhìn Diệp Huyên, cười bảo, thật ra nhân loại cũng rất ưu tú, bởi vì năng lực học tập của họ vô cùng khủng bố, hơn nữa còn giống với thần nhân tộc ta, bọn họ cũng thích tìm hiểu về những điều chưa biết. Nếu không phải do chúng ta đặt cấm chế, nhân loại đã sớm phát triển hơn như thế này rồi. Ngay cả vậy, bọn họ vẫn có những người phá được cấm chế chúng ta đặt ra. Nói đến đây, trong mắt nàng ấy ánh lên một tia lo lắng. Người đàn ông tên Cung Trang đứng bên cạnh cười nói, Nguyên Thanh đang lo nhân loại ngày sau sẽ thành đại địch của chúng ta à? Nguyên Thanh cười nói, đã là vậy rồi mà. Cung Trang lắc đầu, nếu nhân loại tiếp tục phát triển thì quả thật sẽ trở thành đại địch của chúng ta, nhưng với hiện tại mà nói thì bọn họ chẳng có sức uy hiếp gì cả. Cho dù có một hai nhân loại khá đặc biệt đi chăng nữa thì cũng chỉ dừng lại ở con số một hai đó thôi, không thể tạo thành uy hiếp gì cho chúng ta được. Thần nhân tộc ta có 80 tỷ năm lịch sử, không phải là thứ nhân loại có thể lật đổ. Nguyên Thanh cười đáp, nói là nói thế, nhưng chúng ta cũng không nên xem thường bất kỳ một nền văn minh nào cả, nhất là chủng tộc có năng lực học hỏi mạnh như nhân loại. Cung Trang gật đầu, đúng là không thể xem thường. Thật ra chúng ta nên nhanh chóng tiêu diệt nhân loại, để tránh hậu họa ngày sau. Nói xong, ông ta đột nhiên quay sang nhìn Ngạn Chi, Ngạn Chi đạo sư, nghe nói là cô kiến nghị với tộc trưởng tạm thời tha cho nhân loại. Ngạn Chi gật đầu, hiện tại nhân loại vẫn còn chút tác dụng. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười bảo, lời vừa rồi của Nguyên Thanh ta thấy rất đúng, quả thật có những nhân loại vô cùng ưu tú. Diệp công tử, có thể đưa kiếm của ngươi cho mọi người xem không? Diệp Huyên cười nói, được chứ. Nói xong, hắn mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bay lên giữa đám người. Lúc thấy kiếm Thanh Huyên, sắc mặt của những học sĩ thần nhân nơi đây đều lộ vẻ kinh ngạc, dần dần, bọn họ đều nghiêm mặt lại. Nguyên Thanh đi tới trước kiếm Thanh Huyên, nàng ấy nhẹ nhàng sờ một lượt, lát sau, nàng ấy trầm giọng nói, kiếm này là do thần nhân nào tạo ra? Ngạn Chi cười nói, không phải thần nhân, mà là nhân loại tạo ra. Nguyên Thanh quay đầu nhìn Ngạn Chi, khẽ nhíu mày, nhân loại. Chúng thần nhân có mặt ở đây đều khiếp sợ. Ngạn Chi gật đầu, là nhân loại. Nguyên Thanh nhìn về phía Diệp Huyên, hắn tạo ra. Diệp Huyên vừa định gật đầu thì Ngạn Chi đã nhanh hơn, là muội muội của hắn. Muội muội. Nguyên Thanh trầm giọng nói, muội muội của hắn hiện tại đang ở đâu? Ngạn Chi tròn mắt hỏi, cô muốn làm gì? Nguyên Thanh lắc đầu, Ngạn Chi, bên trong kiếm này có liên quan đến thời không chi đạo, vô cùng ảo diệu. Ngạn Chi gật đầu, ta biết, cho nên mới mang đến cho mọi người nhìn. Nguyên Thanh nhẹ giọng nói, một nhân loại mà có thể hiểu rõ được thời không chi đạo đến mức này, không thể không nói, thật sự rất đáng sợ. Nói đến đây,
nàng ấy quay sang nhìn Ngạn Chi, cô gái váy trắng mà thần nhân tộc ta truy nã là người đã tạo ra kiếm này. Ngạn Chi gật đầu. Nguyên Thanh trầm giọng nói, bảo tộc trưởng nhất định phải bắt sống, cô gái này có giá trị nghiên cứu cực cao. Diệp Huyên lắc đầu cười. Những thân nhân này rất coi trọng kiếm Thanh Huyên, nhưng bọn họ lại không quá coi trọng Thanh Nhi. Nghiên cứu Thanh Nhi. Hắn không biết Thanh Nhi rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng hắn biết, thực lực của Thanh Nhi chắc chắn vượt qua thần nhân tộc. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên đột nhiên hỏi thầm, Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy Thanh Nhi đã đến trình độ nào? Tiểu Tháp ở với cha một quãng thời gian khá lâu, hẳn là cũng sẽ biết gì đó. Tiểu Tháp trầm mặc một lát rồi đáp, chạm nóc rồi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nóc là sao? Tiểu Tháp, hiểu được thì hiểu. Diệp Huyên. Đúng lúc này, Nguyên Thanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, nhân loại, người có thể cho ta nghiên cứu kiếm này một thời gian được không? Diệp Huyên cười nói, cái này phải hỏi Ngạn Chi cô nương. Lúc này Ngạn Chi thu kiếm Thanh Huyên lại, nàng ta chừng Nguyên Thanh một cái, kiếm và nhân loại này hiện tại đều thuộc về ta. Nguyên Thanh trầm giọng nói, chỉ nghiên cứu một tháng thôi. Một tháng sau, ta sẽ trả lại nguyên vẹn cho cô. Ngạn Chi lắc đầu, không được. Nguyên Thanh lại nói, 10 ngày. Ngạn Chi im lặng một lát rồi nói, được, nhưng ta muốn tâm đắc, luận thời không vật chất, của cô. Nghe vậy, chúng thần nhân ở bên cạnh đều không biết nói gì hơn. Người phụ nữ này biết thừa thời cơ ghê. Đó chính là nghiên cứu cả đời của Nguyên Thanh đấy. Nguyên Thanh im lặng một lát rồi đáp, được thôi. Nói rồi, nàng ấy xòe tay ra, một quyển sách cổ dày cộp xuất hiện trước mặt Ngạn Chi. Ngạn Chi cười hì hì, nhận lấy sách cổ xong mới đưa kiếm Thanh Huyên cho Nguyên Thanh, 10 ngày thôi đấy. Nói xong, nàng ta nhìn quanh bốn phía rồi nói, có ai thấy hứng thú với nhân loại này không? Hắn lợi hại lắm đấy, biết được rất nhiều tri thức của nhân loại, nếu các người muốn hiểu thêm về thế giới nhân loại kia thì có thể hỏi hắn. Diệp Huyên cười cợt, người phụ nữ này đang muốn cho thuê hắn. Lúc này, một cô gái thần nhân tộc đột nhiên cười nói, ta có chút hứng thú. Diệp Huyên nhìn cô gái thần nhân tộc kia, nàng ta cong môi cười, nhân loại, ta rất hứng thú với luật sinh nở của nhân loại ngươi, chúng ta có thể thảo luận một chút. Diệp Huyên do dự một chốc rồi đáp, ta cũng khá hứng thú với luật sinh nở của thần nhân tộc, chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Chúng thần nhân. Cuối cùng, Diệp Huyên cũng không được bàn chuyện sinh nở với cô gái thần nhân kia. Bởi vì Ngạn Chi không cho phép. Nàng ta sợ Diệp Huyên sẽ phát sinh chuyện trái luân thường đạo lý với cô gái thần nhân tộc. Khoảng thời gian sau, một nhóm học sĩ thần nhân tộc bắt đầu giao lưu thảo luận. Mà Diệp Huyên thì đứng một bên yên lặng lắng nghe. Tuy hiện tại hắn đã có thể vào được thời không tầng 4, nhưng có rất nhiều thứ hắn vẫn chưa hiểu, nhất là thời không chi đạo. Dần dần, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc. Bởi vì hắn phát hiện những học sĩ thần nhân này thật sự rất lợi hại, thực lực của bọn họ không phải quá mạnh mẽ, nhưng kiến thức lại rất uyên bác, nhất là có một vài kiến thức kỳ lạ, họ hiểu biết rất sâu rộng cặn kẽ. Đây là một nhóm chuyên nghiên cứu về tương lai của thần nhân tộc. Cũng chính bởi vì vậy, nhóm học sĩ thần nhân tộc có địa vị vô cùng cao trong tộc. Mà nhân loại thì lại không có nhóm người nào tương tự như thế. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, nhân loại đâu? Nhân loại đâu? Nghe tiếng, mọi người đều xoay người lại, cách đó không xa, có một thanh niên là thần nhân bước đến, khi thấy gã, nhóm học sĩ đều nhíu mày lại. Thanh niên thần nhân kia nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cười nói, ngươi là nhân loại. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đúng. Thanh niên thần nhân kia quan sát Diệp Huyên một chút rồi lắc đầu cười, quả nhiên là sinh vật đê tiện, xấu xí dã man. Diệp Huyên mở to mắt nhìn, sinh vật đê tiện là chỉ ai vậy? Thanh niên thần nhân đáp ngay, ngươi đó. Diệp Huyên cười nói, sinh vật đê tiện đang nói đấy à? Chúng thần nhân. Thanh niên thần nhân kia ngẩn người, chẳng mấy chốc, sắc mặt gã đã trở nên dữ tợn, ngươi dám sỉ nhục ta. Diệp Huyên đi tới tát gã một cái. Bốp! Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thanh niên thần nhân kia đã bị đánh bay ra ngoài mười mấy trượng. Chúng thần nhân đều bối rồi. Sao khi không lại đánh nhau rồi?
Ngạn Chi ở bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, sao ngươi lại đánh thần nhân? Diệp Huyên cả giận nói, gã sỉ nhục các ngươi. Chúng thần nhân đơ ra. Sỉ nhục chúng ta. Có hả? Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, không phải gã sỉ nhục nhân loại các ngươi à? Sao lại thành sỉ nhục chúng ta rồi? Diệp Huyên nói, nhân loại có phải do thần nhân tạo ra không? Phải. Vậy gã sỉ nhục nhân loại thì chẳng khác nào sỉ nhục thần nhân các ngươi. Các thần nhân. Ngạn Chi cau mày, ngươi lập luận kiểu gì vậy, hình như hơi sai sai. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, chẳng phải ngươi cũng thấy gã hơi chướng mắt à? Ngạn Chi đáp, đúng là thế, nhưng... Nói đến đây, nàng ta đột nhiên khựng lại. Mình nói gì vậy? Lúc này, Diệp Huyên nhanh chóng xen vào ngay, ngươi thấy gã chướng mắt thì ta cũng vậy. Ngạn Chi cô nương yên tâm, có chuyện gì một mình ta chịu trách nhiệm là được. Nói xong, hắn liền lao đến trước thanh niên kia rồi vung tay đấm vào mặt gã. Thanh niên thần nhân kia lại bị đánh bay. Mà Diệp Huyên thì lại vọt đến tiếp, còn vừa đánh vừa hô lên, này thì chọc Ngạn Chi cô nương tức giận, ta cho ngươi biết, có gì ngươi cứ nhắm vào ta, đừng có động vào Ngạn Chi cô nương. Ở một bên, Nguyên Thanh nhìn về phía Ngạn Chi, Ngạn Chi, chúng ta đều thấy gã chướng mắt, nhưng cô để một nhân loại đánh gã như vậy thì có phải hơi quá đáng rồi không? Ngạn Chi. Phía xa, Diệp Huyên vẫn đang hành hung thanh niên thần nhân kia, không hề có ý định dừng lại. Nguyên Thanh liếc nhìn Ngạn Chi, còn không bảo hắn dừng lại. Ngạn Chi hồi thần lại, nàng ta nhanh chóng kéo Diệp Huyên ra, bực tức nói, người có biết gã là ai không hả? Diệp Huyên trừng mắt nhìn, cho dù là ai đi nữa, chỉ cần ngươi thấy chướng mắt, ta sẽ đánh tất. Ngạn Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi muốn giá họa cho ta. Diệp Huyên lắc đầu, có chút thổn thức, Ngạn Chi cô nương, ta là người như thế trong lòng ngươi sao? Ngạn Chi lạnh lùng nói, thứ như ngươi toàn dối lừa người khác. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, tên thanh niên thần nhân bị đánh tơi bời kia đột nhiên giận dữ hét lên, Ngạn Chi tiện nhân. Ngươi dám sai khiến người của mình đánh ta, ngươi. Diệp Huyên giận tím mặt, dám khinh nhờn Ngạn Chi đạo sư à, chết đi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xông ra ngoài. Tên thần nhân kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một quyền đánh bể đầu. Thế là mọi người đều đơ ra. Giết chết rồi. Sắc mặt Ngạn Chi tái nhợt, nàng ta run giọng nói, ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía Ngạn Chi, gã sỉ nhục ngươi. Ngạn Chi cả giận nói, ngươi có biết gã là ai không, gã là cháu trai của phó viện trưởng. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, con ông cháu cha à. Ngạn Chi căm tức nhìn Diệp Huyên, đúng vậy, gã có chỗ dựa. Diệp Huyên có chút xem thường, Diệp Huyên ta bình sinh ghét nhất cái loại con ông cháu cha này. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Trước khi nói gì người có thể nghĩ lại mình một chút được không? Diệp Huyên. Ngạn Chi đứng trước mặt Diệp Huyên trầm giọng nói, đồ ngu ngốc này, người thấy không vừa mắt là có thể làm sằng làm bậy được à? Không có thực lực, không có chỗ dựa thì đừng làm cái gì cả, dù ngươi có làm việc tốt đi chăng nữa thì cũng phải cân nhắc trước sau mới được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thần nhân tộc các ngươi phức tạp như vậy à? Ngạn Chi đang định nói chuyện thì đúng lúc này. Một luồng uy thế cực kỳ kinh khủng đột nhiên ập đến từ phía xa. Thấy thế, sắc mặt của đám học sĩ thần nhân liền trầm xuống. Lúc này, một ông lão thần nhân xuất hiện trước mắt mọi người. Người tới chính là phó viện trưởng thần học viện Cao Nghê. Cao Nghê nhìn Diệp Huyên là người giết. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Cao Nghê híp mắt lại, ai cho ngươi lá gan đó. Nói rồi, lão ta nhìn sang Ngạn Chi, là Ngạn Chi đạo sư à. Xung quanh, mọi người đều nhìn về phía Ngạn Chi. Ngạn Chi này sẽ bảo vệ Diệp Huyên chứ? Ngạn Chi trầm mặc, không liên quan gì đến ta. Diệp Huyên cười trừ, không nói gì. Cao Nghê nhìn chằm chằm vào Ngạn Chi đạo sư, nhân loại này là do người che chở, bây giờ hắn ngang nhiên giết người trong thần nhân tộc ta, người thấy thế nào? Ngạn Chi im lặng. Cao Nghê cười gằn, chẳng lẽ người muốn bao che cho một tên nhân loại? Ngạn Chi khẽ thở dài, nàng ta nhìn Diệp Huyên, đúng là ta không ưa gã thần nhân ngươi vừa giết kia, nhưng chung quy lại gã vẫn là thần nhân,
không phải nhân loại, người đã giết thần nhân, tội đáng chết. Nói rồi, nàng ta bắt đầu đọc thầm thần ngữ, định khởi động phong ấn trong cơ thể Diệp Huyên. Mà đúng lúc này, giọng nói của nàng ta chợt im bặt, bởi vì có một thanh kiếm đã đâm xuyên cổ họng của nàng ta. Ngạn Chi trợn tròn hai mắt, vẻ mặt tràn ngập sự khó tin. Người ra tay chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên động tâm niệm, một luồng kiếm quang lập tức bắn ra, Cao Nghê ở phía xa còn chưa kịp phản ứng đã chém bay đầu. Cao Nghê tuy là phó viện trưởng, nhưng đa số thần nhân ở học viện đều là học sĩ, chỉ thích nghiên cứu, nên thực lực rất yếu. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là do Diệp Huyên đã có thể tiến vào thời không tầng 4. Khi thấy Diệp Huyên giết Cao Nghê trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều bối rồi. Vậy là giết rồi. Diệp Huyên nhìn Ngạn Chi ở trước mặt, cười nói có phải bất ngờ lắm không? Ngạn Chi gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên nhếch miệng cười, cấm chế của ngươi không có tác dụng với ta. Ngạn Chi trầm giọng nói, chúng ta là bạn bè mà, đúng không? Diệp Huyên trừng mắt nhìn, ta nhổ vào. Nói rồi, hắn đưa tay lên đẩy kiếm. Xoẹt. Ngạn Chi lập tức bị xóa sổ. Bạn bè. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, người phụ nữ này muốn lấy lòng hắn à? Lúc này, Nguyên Thanh ở bên cạnh đột nhiên nói, nhân loại. Ngươi. Diệp Huyên liếc mắt nhìn đám người Nguyên Thanh, giao toàn bộ nghiên cứu học thuật của các ngươi ra đây ngay lập tức. Nhóm học sĩ thần nhân liền giận tím mặt, Nguyên Thanh thì vội nói, đưa cho hắn đi. Đưa hết đi. Nhanh nhanh lên. Nói rồi, nàng ấy lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho Diệp Huyên. Những thần nhân còn lại đều lơ mơ, trong đó có một học sĩ trầm giọng nói, Nguyên Thanh đạo sư, sao chúng ta có thể bị một nhân loại uy hiếp được chứ? Ta. Gã còn chưa nói xong, một thanh kiếm đã chĩa thẳng vào giữa hàng mày của gã. Học sĩ thần nhân kia ngây người, sau đó vội nói, à thôi cũng có thể mà. Nói rồi, gã vội vàng lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho Diệp Huyên. Chúng thần nhân. Chẳng mấy chốc, chúng thần nhân đã giao hết nhẫn chứa đồ cho Diệp Huyên, trong nhẫn là những nghiên cứu bọn họ đã tâm huyết cả đời. Diệp Huyên nhận lấy nét nhẫn chứa đồ, hắn đưa mắt nhìn lên trên, sau đó cười nói, hẹn gặp lại. Vừa dứt lời, hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Người vừa đi, Nguyên Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt nàng ấy liền trở nên âm trầm, nhân loại này đã thành đại họa rồi, không thể giữ lại được nữa, cần phải dốc sức tiêu diệt cho bằng được, hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện lại trước mặt nàng ấy, hắn nhếch môi cười, ngạc nhiên chưa? Nguyên Thanh sửng sốt, đang định ra tay thì Diệp Huyên đã xuất kiếm trước. Xoẹt! Đầu của Nguyên Thanh lập tức bay ra ngoài. Làm càn! Ở phía chân trời xa xa, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Diệp Huyên nhanh chóng xoay người biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyên vừa biến mất, một ông lão đã xuất hiện. Người đến chính là đại trưởng lão Yếm Chu. Thấy Diệp Huyên đã đào tẩu, sắc mặt Yếm Chu trở nên dữ tợn, làm càn. Dứt lời, ông ta đưa tay lên vồ một cái. Ở bên ngoài vô số thời không, Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Hắn đột nhiên xoay người lại, đúng lúc này, có một bàn tay khổng lồ đang lao đến trước mặt hắn. Uy thế mạnh mẽ nhanh chóng bao trùm lên khắp mảnh thời không nơi hắn đứng. Diệp Huyên nhíu mày lại, xa như vậy mà còn đuổi theo được. Hắn không nghĩ nhiều nữa, liền rút kiếm ra chém. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, cả người Diệp Huyên liên tục thối lui, thế nhưng bàn tay khổng lồ kia cũng đã bị phá nát. Diệp Huyên vừa dừng lại thì đúng lúc này, một hơi thở mạnh mẽ phả thẳng vào mặt hắn. Diệp Huyên híp mắt lại, hắn không chọn cách cứng đối cứng, mà nhanh chóng khởi động kiếm Thanh Huyên để biến mất khỏi thời không này. Hắn vừa chạy thoát thì Yếm Chu đã xuất hiện ngay đây. Nhìn thấy Diệp Huyên lần nữa biến mất, lông mày Yếm Chu nhíu chặt lại. Nhân loại này vậy mà có thể đào tẩu được ngay trước mắt ông ta. Vào lúc này, tộc trưởng Ma Diêm của thần nhân tộc cũng xuất hiện ở đây. Yếm Chu trầm giọng nói, người này không phải đã bị Ngạn Chi phong ấn sao? Ma Diêm lắc đầu, bất cẩn rồi. Yếm Chu khẽ thở dài, Ngạn Chi này đúng là bất cẩn thật. Chúng ta đều đã đánh giá thấp tên nhân loại này rồi.
Ma Diêm trầm giọng nói, bây giờ việc cấp bách của chúng ta là mau chóng tìm ra hắn. Yếm Chu gật đầu, nhưng nghĩ đến điều gì đó, ông ta lại nói, Vũ Trần thần tướng đã ngã xuống rồi. Ma Diêm gật đầu, đúng vậy. Nói xong, sắc mặt ông ta trở nên hơi âm trầm, phía bên ta đang điều tra việc này, mà bây giờ chúng ta vẫn chưa biết có phải gã chết trong tay cô gái váy trắng hay không nữa. Yếm Chu lần nữa thở dài, không ngờ rằng nhân loại lại có người đã phát triển đến mức khủng bố như vậy. Ma Diêm nói, bây giờ không phải lúc để xoắn suýt, việc cấp bách là phải tìm ra cho được người này. Bọn họ có thể phá được cấm chế thần nhân tộc ta bố trí, chuyện này có nghĩa bọn họ đều là kỳ tài ngút trời, mà bây giờ bọn họ đã đi tới vũng vũ trụ này, nếu để họ tiếp xúc với văn minh thần đạo, nhất là Diệp Huyên, hắn đã cướp nhẫn chứa đồ của nhóm Nguyên Thanh, ta e là... Nói đoạn, ông ta đột nhiên quay đầu, truyền lệnh xuống, phát động toàn lực truy bắt Diệp Huyên. Tuân lệnh. Cách đó không xa, một giọng nói vang lên đáp lại. Ma Diêm nhìn về phía xa xa, Yếm Chu trưởng lão, chuyện của Diệp Huyên này ngươi phụ trách đi, ta muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Vũ Trần thần tướng. Yếm Chu trầm mặc một lát sau rồi nói, ta muốn điều động tất cả thần tướng. Ma Diêm ngây cả người, sau đó nói, tất cả. Yếm Chu gật đầu, không chỉ thế, ta còn muốn điều động thần sách doanh, ngoài ra ta còn muốn điều 10 đại thần tướng trở về. Ma Diêm trầm giọng nói, Yếm Chu đại trưởng lão, đối phương chỉ là một nhân loại mà thôi, Yếm Chu nhìn Ma Diêm, ta không thể có ý nghĩ khinh thường với bọn họ nữa. Nhất là tên Diệp Huyên này, hắn đã giết phó viện trưởng trong nháy mắt đấy, chuyện này có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong mấy ngày bị giam lỏng này, thực lực của hắn lại tăng lên. Ma Diêm trầm mặc. Yếm Chu thấp giọng, trực giác nói cho ta biết, có lẽ chúng ta đều đã đánh giá thấp cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh kia rồi. Ma Diêm trầm giọng nói, lúc trước Ngạn Chi nói với ta, cô gái váy trắng này cùng lắm chỉ là cường giả bát đoạn. Bởi vì thanh kiếm kia không thể đi đến thời không tầng 4, nàng. Yếm Chu đột nhiên nói, nàng ta chết rồi. Ma Diêm. Yếm Chu nhìn Ma Diêm, tộc trưởng. Yếm Chu nàng ta đã chết rồi. Chết vì sự bất cẩn, vì sự khinh địch của mình. Nếu chúng ta còn tin vào lời nàng ta nói, vậy thì có thể chúng ta sẽ cùng kết cuộc với nàng ta đấy. Ma Diêm trầm mặc. Yếm Chu lại nói, cho tới bây giờ, Bá Nhai, Ách Ngôn, Vũ Trần đều đã chết. Còn cả nhóm Nguyên Thanh nữa. Tại sao chúng ta còn không coi trọng đám nhân loại này? Hơn nữa, mấy bọn họ còn không có bất kỳ ai giúp đỡ phá bỏ cấm chế chúng ta thiết lập nữa, chuyện này có nghĩa là thiên phú và năng lực sáng tạo của bọn họ không hề thua kém với thần nhân chúng ta. Thần nhân tộc phải nghiêm túc đối diện với bọn họ thôi. Ma Diêm nói, đại trưởng lão nói có lý, bắt đầu từ bây giờ, cường giả trong tộc tùy ngươi điều động. Chỉ là Diệp Huyên này hiện đã đào tẩu, ngươi định tìm hắn như thế nào? Yếm Chu cười nói, ép hắn hiện thân cũng không khó. Bởi vì hắn muốn bảo vệ đám nhân loại kia, nhân loại sẽ trở thành phiền phức lớn nhất của hắn. Ma Diêm khẽ gật đầu, đã hiểu, ngươi đi làm đi. Yếm Chu xoay người rời đi. Ma Diêm trầm mặc một lúc rồi cũng bước đi. Sau khi hai người biến mất, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở đây, người đó chính là quân đế suýt bị cô gái váy trắng giết trước kia. Quân đế lấy bức chân dung trong tay áo ra. Ông ta nhìn một lát rồi lại đưa mắt dõi về nơi xa, khẽ nói, thần nhân tộc muốn giết ca ca của tiền bối váy trắng, mà thực lực hiện tại của ca ca tiền bối chắc hẳn không phải là đối thủ của tộc này. Mà tiền bối với người đàn ông áo xanh lại không định ra tay trợ giúp. Mình ta thôi thì cũng không chống lại được thần nhân tộc. Không được, phải tìm người giúp thêm, sau đó phải nhân thời khắc mấu chốt lao ra giúp Diệp Thiếu. Lúc đó mình kiếm cách để bản thân trông thảm thảm chút. Vậy là Diệp Thiếu sẽ nợ mình một ơn huệ lớn bằng trời, mà hắn nợ ơn mình thì cũng tương đương với tiền bối váy trắng nợ ơn mình. Mẹ nó, bản quân đế đúng là thiên tài mà. Nói xong, ông ta xoay người biến mất tại chỗ. Đi tìm người giúp. Diệp Huyên đi tới thời không tầng 4, tìm một nơi yên tĩnh rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy hết toàn bộ nhẫn chứa đổ ra, dùng thần thức bắt đầu giả quét chúng. Bên trong nhẫn chứa đồ đều là nghiên cứu cả đời của học sĩ thần nhân tộc. Với hắn hiện tại thì vẫn là cực kỳ có giá trị. Lúc này, loài người vẫn không bằng thần nhân tộc, nếu đã kém hơn người ta thì đương nhiên phải đi học tập người ta.
đây không phải là chuyện gì mất mặt. Sau khi hấp thu sách cổ trong toàn bộ nhẫn chứa đồ, Diệp Huyên khẽ thở dài. Phải công nhận rằng, văn minh thần đạo của thần nhân tộc quả thật là tiên tiến hơn văn minh loài người rất nhiều. Hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Chẳng hạn như thời không, thần nhân tộc đã tìm hiểu nó đến tầng 6, còn loài người vẫn chưa hiểu được tầng 2, thậm chí còn định tách ra nghiên cứu. Lạc hậu hơn họ rất nhiều. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Huyên bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để nắm giữ thời không tầng 4 trong tay. Phải công nhận là thần nhân tộc này quả thật đã thấu hiểu rất rõ thời không chi đạo, đặc biệt là làm sao để nắm giữ nó. Chấm chấm chấm. Vô tận giới. Hoang thành. Bên trong hoang thành có một cái phủ thành chủ, mà cả tòa hoang thành có thể có trật tự như thế chính là nhờ phủ thành chủ này. Nói chính xác hơn là vì vị thành chủ thần bí kia. Một vị cao thủ cửu đoạn. Có điều, đây cũng không phải cao thủ cửu đoạn bình thường. Bởi vì ông ta là cao thủ cửu đoạn lâu đời nhất của vô tận giới. Quân đế đi vào phủ thành chủ thì bỗng bị một ông lão mặc áo đen chặn trước mặt, vẻ ngoài của ông ta có tới 70-80% giống với loài người, điểm khác biệt duy nhất chính là lỗ tai cực kỳ nhọn, còn người cũng là màu xanh biển. Ông lão liếc nhìn quân đế, không nói gì. Quân đế cười nói cho lão già kia là ta tìm ông ta có chuyện tốt. Ông lão khẽ gật đầu, đợi chút. Ông ta nói xong bèn xoay người rời đi. Chẳng bao lâu sau, ông lão lại xuất hiện ở trước mặt quân đế nói, thưa quân đế, lão chủ nhân nói không muốn gặp ngài. Quân đế cười ha ha, rồi nói, bảo ông ta suýt nữa đã bị người ta lập tức giết chết. Ông lão nghe vậy cau mày, với thực lực của quân đế thì trên đời này không ai có thể lập tức giết chết ngài. Quân đế cười nói, tinh việt, ông cứ nói cho ông ta biết là được. Ông lão chần chờ chút rồi gật đầu rời đi. Một lát sau, cánh cổng phủ thành chủ đằng xa bỗng nhiên mở ra, tinh việt đi ra, ông ta nhìn quân đế nói, lão chủ nhân cho mời ngài. Quân đế đi vào phủ thành chủ rồi theo tinh việt đến một tòa nhà nhỏ, trong sân có một ông lão đang nằm. Ông ta mặc một cái áo đay đơn giản, cụt một cánh tay. Người này chính là thành chủ hoang thành. Không có ai biết tên ông ta là gì. Khi nhìn thấy ông ta cụt mất một cánh tay thì quân đế không khỏi ngây người, rồi nói, lão bất tử, ông. Ông lão liếc quân đế hỏi, người suýt nữa giết ngươi là một cô gái loài người, đúng không? Quân đế lặng im nói, ông đừng nói với ta, cánh tay đó của ông cũng là do nàng chém đứt. Ông lão lạnh nhạt nói, ngươi nói đi. Sắc mặt quân đế dần trở nên nghiêm trọng, ngay cả ông cũng không đánh lại nàng. Ông lão cười khẩy một tiếng, đánh. Ngươi đang nói đùa hả? Lão phu còn chưa ra tay đã suýt nữa bị nàng một kiếm chặt bỏ đầu. Quân đế. Ông lão chậm rãi nhắm mắt lại, thần nhân tộc đang tìm thứ gì và sao loài người kia lại mạnh đến mức đó? Quân đế ngẫm nghĩ nói, thần nhân tộc đang truy nã nàng. Ông lão nghe vậy quay đầu nhìn về phía quân đế, truy nã nàng. Quân đế gật đầu, giết nàng là có thể có được hai loại quặng linh tinh. Ông lão im lặng một lát rồi hỏi, giờ ai đang làm tộc trưởng của thần nhân tộc? Quân đế đáp, Ma Diêm. Ông lão nhíu mày, với chỉ số thông minh của tên đó, sao lại trở thành gia chủ của một tộc được vậy? Quân đế cười nói, có lẽ gã cũng không biết thực lực chân chính của tiền bối kia. Ông lão im lặng. Quân đế lại nói, lão bất tử, lần này thần nhân tộc sắp tiêu rồi. Ta quen một vị trưởng lão của họ, vốn định nhắc nhở chút, nhưng... Hắn ta nói đến đây, lắc đầu nói, sao nghĩ lại vẫn là thôi. Ông lão hơi khó hiểu hỏi, tại sao? Quân đế khẽ thở dài, ta đã điều tra, tiền bối áo trắng kia đến từ thế giới loài người và lại cực kỳ để ý đến người anh trai của nàng ở thế giới loài người. Cũng chính là tên Diệp Thiếu kia. Lúc này, ông lão bỗng lấy ra một bức tranh, mà trong tranh đúng là Diệp Huyên. Ông lão nhìn quân đế hỏi, là người này hả? Quân đế vội vàng gật đầu, chính là hắn. Lão bất tử, sao ông cũng có? Ông lão im lặng một lát rồi nói, hôm đó, nàng lấy ra bức tranh này nói với ta đây là anh trai mình. Sau đó, nàng cứ thế nhìn chằm chằm vào ta. Ông ta nói xong chậm rãi siết chặt tay phải, may mà đầu óc lão phu nhanh nhạy, vội vàng hứa sau này sẽ quan tâm chàng trai đó. Không thì,
có lẽ đầu của ta đã lìa khỏi cổ rồi. Quân đế. Lúc này, ông lão lại nhìn về phía quân đế, chàng trai kia đến đây rồi hả? Quân đế gật đầu, đến rồi. Mà giờ toàn bộ thần nhân tộc đều đang đuổi giết hắn. Mẹ nó, ông lão bỗng ngồi bật dậy, thần nhân tộc kia điên rồi hả? Bọn họ có biết mình đang làm gì không vậy? Quân đế lắc đầu, hiển nhiên là không biết. Ông lão hơi khó hiểu hỏi, tại sao tiền bối kia lại không trực tiếp tiêu diệt họ? Quân đế thở dài, theo ta đoán thì có lẽ là có hai lý do. Đầu tiên, nàng hoàn toàn không có hứng thú với thần nhân tộc. Thứ hai, có thể là nàng muốn rèn luyện anh trai mình chút, cũng chính là Diệp thiếu kia. Ông lão trầm giọng nói, cả hai đều có. Quân đế gật đầu, ta vốn định khuyên thần nhân tộc, nhưng khi biết họ đang điên cuồng đuổi giết Diệp thiếu kia thì ta đã biết ân oán giữa họ đã không thể nào hóa giải được nữa. Ông lão lắc đầu, thần nhân tộc này, đúng là điên rồi mà. Quân đế nói, cũng không thể trách họ hết được, dù sao, loài người là do họ sáng tạo ra nên chắc chắn sẽ không cho rằng có ai có thể vượt qua thần nhân họ. Ông lão trầm giọng nói, ta cũng đang khó hiểu chuyện đó đây. Loài người là do thần nhân sáng tạo ra thì sao lại có người có thực lực mạnh đến trình độ đó được? Quân đế nhìn về phía ông lão, ông có biết nàng đã đạt tới trình độ nào rồi không? Ông lão im lặng một lát rồi lắc đầu, không nhìn ra. Không nhìn ra. Quân đế nặng nề hỏi, ngay cả lão già ông cũng không nhìn ra. Ông lão nhàn nhạt nói, ta mà nhìn ra được thì còn có thể suýt bị giết chết sao? Quân đế cười khổ. Ông lão lại bỗng hỏi, giờ Diệp thiếu kia đang ở đâu? Quân đế đáp, trốn rồi. Vị trí cụ thể thì ta không biết vì Diệp thiếu kia trốn rất nhanh. Ông lão nhìn đường chân trời đằng xa hỏi, thần nhân tộc có hành động gì không? Quân đế cười đáp, bên họ ầm ĩ rất lớn. Theo ta biết thì đại trưởng lão Yểm Chu của thần nhân tộc đã triệu tập thập đại thần tướng. Hiển nhiên là họ định chơi lớn. Ông lão liếc quân đế, Diệp thiếu kia không thể xảy ra chuyện được. Quân đế gật đầu, ta biết, xong, giờ chúng ta lại không thích hợp ra tay. Ông lão cười nói, người định ra tay vào lúc quan trọng nhất rồi khiến cái ân huệ này càng giá trị hơn chứ gì. Quân đế gật đầu, đây là một sự ích kỷ của ta. Hắn ta nói xong bèn thở dài, lão già, ta và ông đều không nhìn ra thực lực của cô gái áo trắng kia. Điều này cho thấy, ít nhất nàng cũng là cao thủ thập đoạn, vậy vấn đề là sao nàng có thể đạt tới thập đoạn. Ông lão im lặng. Thập đoạn. Ông ta đã nghiên cứu mấy trăm vạn năm. Nhưng, ông ta vẫn chưa thể đạt tới thập đoạn. Ông lão nghĩ vậy, không khỏi cười khổ. Một kẻ loài người thế mà lại vượt qua ranh giới cửu đoạn, đạt tới thập đoạn. Đây thật sự là đáng sợ. Quân đế bỗng nói, lão già, thực lực của thần nhân tộc cũng không yếu. Nếu họ ăn cả ngã về không muốn tiêu diệt chàng trai kia thì với thực lực của ta và ông, e rằng. Ông lão im lặng. Ông ta không sợ thần nhân tộc, nhưng cũng sẽ không xem nhẹ họ. Dù sao, đây cũng là một chủng tộc có truyền thừa cổ xưa, ngay cả ở trong vũ trụ vô ngần này cũng rất có tiếng nói. Một lát sau, ông lão nói, ngươi phải để ý mọi hành động của thần nhân tộc bất cứ lúc nào, dù thế nào thì cũng không thể để họ giết chết Diệp thiếu kia. Quân đế gật đầu đáp, được. Hắn ta nói xong bèn đứng dậy rời đi. Ông lão lại bỗng nói, nhất định phải nghĩ cách liên lạc với Diệp thiếu, bảo hắn cẩn thận thần nhân tộc. Ta sợ họ sẽ trực tiếp giết chết hắn. Quân đế gật đầu, ta sẽ nghĩ cách liên lạc Diệp thiếu. Có điều, ông cũng phải nghĩ cách đi, ta sợ thần nhân tộc không tiếc bất cứ giá nào để giết hắn. Nếu vậy, đến lúc đó chúng ta mà bị giữ chân khiến Diệp thiếu bị giết thì sẽ rắc rối to. Ông lão im lặng một lát rồi nói, chuyện này cứ giao cho ta. Quân đế cười ha ha, có câu đó của ông thì ta yên tâm rồi. Lão bất tử kia sống lâu như vậy, mối quan hệ không phải là hắn ta có thể sánh bằng. Mà giờ, lão già ấy hiển nhiên là muốn gọi người đến giúp. Một lát sau, quân đế đứng dậy rời đi. Ông lão nhìn bầu trời đằng xa, khẽ nói, thần nhân tộc. Các ngươi đúng là giỏi lắm. Ông ta nói xong bèn quay đầu nhìn Tinh Việt cách đó không xa, truyền lệnh ta. Bảo người còn sống của tinh tộc lập tức tới đây. Còn nữa, mau nhắn cho mấy tên từng nợ chúng ta, nếu họ còn nhớ ân huệ kia thì lập tức tới đây. Tinh Việt hơi khom đáp, vâng.
Ông ta nói xong bèn xoay người rời khỏi. Ông lão chậm rãi nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Chấm chấm chấm. Thần nhân tộc. Dưới mệnh lệnh của đại trưởng lão Yểm Chu, thập đại thần tướng trong tộc đều chạy về thần vực. Ngoài ra, Yểm Chu còn điều động vô số cao thủ thần bí trong thần nhân tộc. Trong một căn đại điện, Yểm Chu nhìn gã thần nhân áo đen đang đứng trước mặt, vẫn chưa tìm được. Thần nhân áo đen lắc đầu, tên loài người kia giống như là bốc hơi, chẳng hề có tin tức nào. Yểm Chu chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, đi, đến thế giới loài người. Thần nhân áo đen nhìn ông ta, đến thế giới loài người. Yểm Chu nhàn nhạt nói, chúng ta đến thế giới loài người chờ hắn, cứ một ngày hắn chưa trở về thì ta sẽ giết trăm vạn người, mãi đến khi hắn xuất hiện mới thôi. Ông ta nói xong bèn đi ra ngoài đại điện. Chẳng mấy chốc, vô số cao thủ siêu cấp trong tộc đã đi đến vũ trụ loài người. Bên trong thời không tầng 4, Diệp Huyên vẫn đang tu luyện. Đương nhiên là hắn đang tu luyện trong tháp nhỏ. Giờ, hắn đã có thể nắm giữ thời không tầng 4. Nếu theo tiêu chuẩn của thần nhân tộc thì lúc này hắn cũng miễn cưỡng được coi là cao thủ cửu đoạn. Tất nhiên vẫn có sự khác biệt rất lớn với cao thủ cửu đoạn chân chính. Dù sao, cao thủ cửu đoạn cũng không đơn giản là chỉ cần nắm giữ thời không tầng 4. Có điều, giờ nếu hắn đối mặt cao thủ cửu đoạn thì vẫn có sức đánh một trận. Ít nhất cũng không bị thời không đối diện chèn ép, sau đó chẳng hề có chút sức chống cự nào. Diệp Huyên không có tu luyện tiếp nữa mà rời khỏi tháp nhỏ, giờ đã qua mấy ngày, nếu thần nhân tộc không tìm thấy hắn thì đương nhiên sẽ ra tay với loài người. Cần phải quay về thế giới loài người thôi. Nếu hắn không về, với thực lực của đám Tiểu An và Tĩnh Chi thì hoàn toàn không thể chống lại thần nhân tộc. Chấm chấm chấm. Tại vũ trụ loài người. Ngày hôm nay bỗng nhiên có vô số cao thủ thần bí hạ xuống. Họ chính là cao thủ thần nhân tộc, dẫn đầu là Yểm Chu. Ở một nơi trong không gian, Tiểu An nhìn đám người Yểm Chu với vẻ hết sức bình tĩnh. Bên cạnh nàng là Tĩnh Chi và thần đế Lâm Thiện. Tiểu An khẽ hỏi, hắn còn sống không? Lâm Thiện cười nói, chắc chắn là còn. Tiểu An và Tĩnh Chi đều nhìn về phía Lâm Thiện, ông ấy cười nói, ta chắc chắn như thế là những thần nhân kia. Bọn họ còn sống, điều này chứng tỏ Diệp Huyên vẫn còn sống. Tiểu An trầm giọng nói, cô gái áo trắng. Lâm Thiện khẽ đáp, đúng vậy. Tiểu An hỏi, ông cảm thấy nàng mạnh hơn thần nhân tộc. Trong mắt Lâm Thiện lộ ra vẻ khinh bỉ. Sao thần nhân tộc có thể so với nàng được? Buồn cười. Yểm Chu cách đó không xa bỗng cười nói, thần nhân tộc ta không thể so sánh với một tên loài người. Lâm Thiện nhìn về phía Yểm Chu, cười nói, không nói cái này, hôm nay ngươi đến đây chắc là muốn diệt tộc ta. Chúng ta quả thật không phải đối thủ của thần nhân tộc ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng mơ diệt sạch tộc ta. Yểm Chu nhìn Lâm Thiện, thần nhân tộc ta có thể sáng tạo ra loài người các ngươi thì cũng có thể tiêu diệt. Lâm Thiện bật cười ầm lên, chỉ cần tộc ta còn có tiền bối áo trắng kia một ngày thì sẽ không bao giờ biến mất. Cô gái áo trắng. Yểm Chu khẽ cười, cô gái áo trắng. Hy vọng lát nữa nàng sẽ xuất hiện và trở thành chúa cứu thế của các người. Ông ta vừa nói xong, một cao thủ thần nhân tộc đằng sau bỗng xông thẳng về phía Lâm Thiện. Lâm Thiện bỗng hét lên, Diệp Thiếu, nếu cậu không xuất thì ta sẽ tự bạo đó. Vẫn chẳng có ai đáp lại. Vẻ mặt Lâm Thiên cứng lại. Vẫn chẳng ai đáp lại. Lâm Thiện cười khổ, Diệp Thiếu, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Giờ xem ra, chỉ có thể đi trước một bước. Ông ấy nói xong, trong cơ thể bỗng phun ra một luồng khí thế khủng bố. Lâm Thiện chọn cách tự bảo. Đối mặt với nhiều cao thủ thần nhân tộc như vậy, ông ấy chỉ có thể chọn cách tự bảo, sau đó hy vọng kéo được một tên chôn cùng. Đúng lúc này, cao thủ thần nhân tộc đang xông về phía Lâm Thiện bỗng bay ngược ra ngoài, máu tươi giống như suối phun bắn ra ở cổ rồi vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp trên không. Toàn bộ thần nhân đều sửng sốt. Ở chân trời đằng xa có một thanh niên chậm rãi đi tới. Đó đúng là Diệp Huyên. Yểm Chu nhìn thấy Diệp Huyên thì híp mắt lại. Còn ba người Lâm Thiện lại lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Diệp Thiếu còn không xuất hiện thì họ thật sự chỉ còn cách tự bảo.
Diệp Huyên đi tới trước mặt ba người Tiểu An, mỉm cười nói, may mà không có đến trễ. Tĩnh Chi bên cạnh nhàn nhạt nói, ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ chúng ta tự bảo hết mới xuất hiện đấy. Diệp Huyên nhìn Tĩnh Chi, cười nói, sao có thể chứ? Hắn nói xong bèn xoay người nhìn về phía Yểm Chu, nên gọi ông như thế nào? Yểm Chu nhìn Diệp Huyên, Yểm Chu, đại trưởng lão thần nhân tộc. Diệp Huyên cười nói, Yểm Chu trưởng lão, theo ta biết thì giữa loài người và thần nhân tộc cũng không có thù sâu oán nặng gì. Ta cảm thấy, hai chủng tộc chung sống hòa bình với nhau cũng không phải là điều không thể, ông thấy sao? Yểm Chu cười nói, theo lý là có thể, nhưng tại sao thần nhân tộc ta phải để cho các ngươi trỗi dậy, rồi tạo thành mối đe dọa cho chúng ta? Diệp Huyên nhìn Yểm Chu, theo ta biết, trong vũ trụ vô ngần cũng không phải chỉ có một cái vũ trụ thần nhân tộc, đúng không? Yểm Chu nhìn Diệp Huyên, nhưng loài người là do thần nhân tộc ta sáng tạo ra. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Nếu không thể chung sống hòa bình, vậy chiến thôi. Một gã thần tướng bên cạnh Yểm Chu bỗng biến mất tại chỗ. Diệp Huyên cũng rút kiếm ra bổ một cái. Ầm. Một nhát kiếm quang hiện lên, tên thần tướng kia bị chém bay. Yểm Chu thấy cảnh ấy, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Gã thần tướng kia chính là cao thủ bát đoạn đó. Thực lực của Diệp Huyên kia thế mà lại đạt tới trình độ đó chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Gã thần tướng kia còn định ra tay, Yểm Chu lại bỗng nói, để ta. Gã hơi khom lưng, rồi lùi sang bên. Yểm Chu nhìn Diệp Huyên, mở lòng bàn tay ra, rồi khẽ đè xuống. Thoáng chốc, không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức trở nên mờ ảo. Thời không áp chế. Diệp Huyên đứng im, mặc kệ thời không xung quanh biến ảo. Lúc này, tay phải của Yểm Chu bỗng lật một cái. Ầm. Thời không chỗ Diệp Huyên trực tiếp lộn ngược, sau đó hắn bắt đầu rơi xuống. Vực sâu thời không của thời không tầng 4. Vừa lật tay đã đánh Diệp Huyên vào vực sâu thời không. Nhưng mà, Yểm Chu lại nhíu mày vì ông ta phát hiện Diệp Huyên thế mà lại chẳng hề bị gì. Chẳng những vậy, vực sâu thời không chỗ Diệp Huyên đang dần trở nên mờ đi. Yểm Chu thấy vậy, con ngươi chợt co rút lại, ngươi. Ngươi cũng nắm giữ thời không tầng 4. Giờ phút này, Diệp Huyên đã trở lại hiện trường. Hắn nhìn Yểm Chu cười nói, ông hãy đỡ một kiếm của ta. Hắn vừa quát xong, bỗng rút kiếm chém một cái. 1800 thuật rút kiếm chồng lên nhau. Một kiếm này chém ra, thời không trước mặt hắn lập tức sụp đổ. Không những nghiền nát thời không tầng 1, còn nghiền nát cả thời không tầng 3. Nhìn thấy cảnh ấy, trong mắt Yểm Chu bỗng lộ ra đôi nét nghiêm trọng. Ông ta mở tay phải ra sau đó khẽ đè xuống. Ầm, luồng kiếm quang kia của Diệp Huyên thoáng chốc bị sức nén thời không của thời không tầng 4 chấn áp. Còn Diệp Huyên lại bỗng dưng xuất hiện trước mặt Yểm Chu, một mảng kiếm quang lập tức bao phủ hắn và ông ta. Một tấc kiếm vực. Ầm. Thoáng chốc, thời không chỗ hai người đã trực tiếp bị nghiền nát. Ngay cả thời không tầng 4 cũng bị nghiền nát. Bên trong thời không tầng 4, Yểm Chu lùi lại cả mấy trăm trượng, trên người ông ta cũng có hơn 10 nhát kiếm. Còn trước ngực Diệp Huyên lại có một dấu bàn tay. Lần va chạm này, hai bên đều không phân ra thắng thua. Yểm Chu nhìn Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, người thế mà lại nắm giữ thời không tầng 4. Giờ đây, trong lòng ông ta giống như nổi lên sóng thần. Diệp Huyên thế mà lại nắm giữ thời không tầng 4. Sao có thể thế được? Diệp Huyên liếc nhìn hiện trường, ngoài Yểm Chu ra thì những cao thủ thần nhân tộc kia mạnh nhất cũng mới bát đoạn. Nói cách khác, chỉ có mình Yểm Chu kia là đe dọa được hắn. Diệp Huyên nghĩ vậy bèn nhìn về phía Yểm Chu, sau đó, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong mắt Yểm Chu ở đằng xa hiện lên vẻ ác độc, tay phải ông ta đè mạnh xuống. Ầm. Sau một tiếng nổ lớn, Yểm Chu trực tiếp bay ngược ra sau, trong quá trình ấy, lại có một phi kiếm bổ tới. Yểm Chu đánh ra một quyền, phút chốc, toàn bộ không gian cũng rung lắc kịch liệt. Ầm, ầm. Phi kiếm bị đấm bay. Diệp Huyên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bay về trong tay hắn. Sau đó, hắn nhìn Yểm Chu ở phía xa, ông ta chậm rãi siết chặt nắm tay phải, thoáng cái, vô số sức mạnh tinh thần xung quanh lập tức bay về phía ông ta.
Nhất thời, toàn bộ tinh vực đều chấn động. Diệp Huyên đang định rút kiếm, Yểm Chu lại bỗng đấm ra một quyền. Nó vừa xuất hiện, vô số đốm sáng bỗng tuôn ra từ trong nắm tay ông ta. Một quyền này tập hợp nghìn vạn sức mạnh ngân hà. Diệp Huyên cầm kiếm chắn ngang. Vô địch kiếm vực. Ầm, bùm. Thời không chỗ Diệp Huyên lập tức biến mất, nhưng hắn lại chẳng chút sức mẻ. Kiếm vực của hắn trực tiếp đỡ lấy toàn bộ sức mạnh của một quyền kia. Yểm Chu thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Ông ta biết mình không giết được tên loài người trước mặt. Giờ, nói thật Diệp Huyên đã được coi như cao thủ cửu đoạn. Mà trong tay hắn còn có kiếm Thanh Huyên và kiếm kỹ khủng bố kia thì ông ta thật sự không thể làm gì được Diệp Huyên. Yểm Chu nghĩ vậy bèn thả lỏng bàn tay ra, nhìn Diệp Huyên nói, chúng ta từng khinh ngươi nên thần nhân tộc ta đã phải trả một cái giá đắt, giờ, sẽ không. Ông ta nói xong, mở tay ra, một cái thần lệnh bỗng xuất hiện. Sau đó, nó phóng lên cao. Ầm. Một khí tức cực kỳ khủng bố chợt tràn ra trong tinh vực. Lúc này, Yểm Chu chợt hét lên, kính mời tổ tiên. Tổ tiên. Diệp Huyên ngơ ngác. Mẹ nó. Vậy mà đã gọi tổ tiên. Cứ thế mà đã gọi tổ tiên. Không riêng Diệp Huyên mà đám thần nhân kia cũng sửng sốt. Bọn họ cũng không ngờ đại trưởng lão Yểm Chu lại trực tiếp gọi tổ tiên. Linh hồn tổ tiên ấy chính là một con bài chưa lật của thần nhân tộc họ đó. Cứ vậy đã dùng. Đây có phải là coi trọng Diệp Huyên quá rồi không? Sắc mặt Diệp Huyên có chút khó coi. Mẹ nó. Còn chưa đánh được nhiều đã gọi tổ tiên. Có ai mà vừa lên đã tung ra tuyệt chiêu không? Điều này khiến hắn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết. Đúng lúc này, một ông lão thần nhân chợt xuất hiện trong không gian. Ma vô tiên. Tổ tiên thần nhân tộc. Cũng là người sáng tạo ra loài người. Lão từng là một ông lớn chấn động cả một thời đại. Ma vô tiên liếc nhìn xung quanh, nhíu mày. Lúc này, vô số thần nhân tộc phía dưới đều đồng loạt quỳ xuống thi lễ, ra mắt tổ tiên. Ma vô tiên nhìn các thần nhân ở dưới, chuyện gì? Giọng nói ấy vừa vang lên, toàn bộ không gian thế mà lại trực tiếp nứt ra. Đám người tiểu an thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Không ngờ mảnh thời không này lại chẳng thể chịu nổi giọng nói của đối phương. Đây phải khủng bố cỡ nào chứ? Cho dù là cô gái áo trắng cũng không có khủng bố đến mức độ đó. Sắc mặt của ông lão tóc trắng Lâm Thiện cũng vô cùng nghiêm trọng. Đây là một ông trùm cực kỳ khủng bố. Yểm Chu đằng xa kính cẩn thi lễ, rồi nói, tổ tiên, giờ loài người đã trở thành một mối nguy lớn. Thành một mối nguy lớn. Ma vô tiên nhíu mày, lão quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, liếc nhìn đánh giá hắn một cái rồi hỏi, hắn. Yểm Chu gật đầu, không chỉ có người này, còn cả người đứng sau lưng hắn nữa. Ma vô tiên nhìn Diệp Huyên, một lát sau, lão lắc đầu, loài người vẫn giống như một con kiến. Lão nói xong mở tay phải ra, sau đó khẽ đè xuống. Vừa đè xuống thì chợt có một luồng sức mạnh khủng bố ập tới. Vượt qua của cảnh giới cửu đoạn. Đây là đã hoàn toàn vượt qua cửu đoạn. Mà mục tiêu của lão không những là Diệp Huyên, mà còn là cả vũ trụ loài người ở dưới. Một trường này mà hạ xuống thì cả vũ trụ loài người sẽ sụp đổ. Tĩnh Chi bên cạnh Diệp Huyên mặt mày tái nhợt run rẩy nói, Diệp thiếu, là họ gọi tổ tiên trước, người cũng có thể gọi tổ. Chấm chấm chấm. Gọi tổ tông. Diệp Huyên cười khổ. Gọi cái búa. Lão cha chỉ mong sao hắn sống khổ một chút. Gọi Thanh Nhi. Hắn bây giờ đã không cảm nhận được một chút hơi thở nào của Thanh Nhi. Thanh Nhi và cha hẳn là đều đã ở rất xa rất xa. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên ma vô tiên ở trong tinh không kia, hắn mỉm cười, ta đến trước. Vừa dứt lời, hắn đạp mạnh chân phải, không gian sụp đổ, mà cả người hắn trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên cao. Suy! Một tia kiếm quang xé rách tinh không. Trong tinh không, kiếm quang chém thẳng lên lực lượng mạnh mẽ kia. Ầm. Kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên rơi thẳng xuống, trực tiếp rơi vào vực sâu thời không tầng thứ tư, này một rơi xuống,
khoảng vực sâu thời không kia đều trở nên vặn vẹo vì cái rơi này. Trong vực sâu thời không, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên bay đến dưới chân hắn, giữ hắn lại. Mà trong tinh không kia, lực lượng thần bí vẫn tiếp tục rơi thẳng xuống, nếu để lực lượng này hoàn toàn rơi xuống, toàn bộ vũ trụ loài người đều sẽ bị đánh vào vực sâu thời không này. Một trường hủy diệt cả một vũ trụ. Đối phương thật sự có thể làm được. Mà tổ tiên của thần nhân tộc ở trước mặt không phải người mà hiện tại hắn có thể chống lại được. Thật sự phải chết. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên cười to, chết thì chết. Hắn đạp mạnh chân phải, cả người lập tức hóa thành kiếm quang bay ra khỏi thời không tầng thứ tư chém về phía lực lượng mạnh mẽ kia. Trong tinh không, Ma Vô Tiên nhìn xuống Diệp Huyên, vẻ mặt hờ hững, tựa như đang nhìn một con kiến vậy. Đối với lão mà nói, loài người quả thật chỉ như con kiến. Trong tinh không, kiếm của Diệp Huyên một lần nữa chém lên lực lượng mạnh mẽ kia, nhưng mà, hắn vẫn chưa có thể lay động nó, ngược lại, hắn lại bị đánh bay vào vực sâu thời không tầng thứ tư, mà lần này, thân thể hắn trực tiếp nổ tung, chỉ còn linh hồn. Lực lượng quá chênh lệch. Trong tinh không, Ma Vô Tiên nhìn xuống Diệp Huyên ở trong vực sâu thời không, châu chấu đá xe. Diệp Huyên ẩn ra khỏi vực sâu thời không, hắn nhìn về phía Ma Vô Tiên, cười nói, lại. Vừa dứt lời, hắn chuẩn bị tấn công lần nữa, lúc này, Tiểu An xuất hiện ở bên cạnh hắn, Tiểu An nhìn hắn, tiếp tục đánh, huynh sẽ chết mất. Hiện tại, Diệp Huyên đã bị thương rất nghiêm trọng, nếu tiếp tục ra tay, hẳn chắc chắn sẽ chết. Hai người căn bản không phải cùng một cấp bậc. Tổ tiên của thần nhân tộc. Đây là nhân vật như thế nào? Đó là người đứng đầu siêu cấp của không biết bao nhiêu vạn năm về trước. Cho dù chỉ là một phần hồn, thì không phải là thứ Diệp Huyên có thể chống lại. Diệp Huyên cười nói, chết thì chết. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, một lát sau, cô bé cười nói, muội đi cùng huynh. Nói xong, nàng chủ động kéo tay Diệp Huyên. Lúc này, Tĩnh Trì đột nhiên nói, cái gì mà chết không chết? Diệp đại thiếu, bọn họ gọi tổ tông, người cũng gọi tổ tông đi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Tĩnh Trì, cười nói, Tĩnh Trì cô nương, ta không thể gọi tổ tông, cũng không gọi được người nào. Sắc mặt Tĩnh Trì hơi tái nhợt, người có nghiêm túc không? Diệp Huyên cười nói, người nhìn ta giống như đang nói dối không? Tĩnh Trì trầm lặng một lát, sau đó nói, cáo từ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 167.